Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 252. Kỳ Điện Hạ im lặng nhìn Diệp Huyên. Thật ra nàng ta cũng có chút ý đồ riêng. Nàng ta không ưa hành động của đạo môn, nhưng lại không có năng lực thay đổi. Nàng biết đạo chủ tuyệt đối sẽ không trách phạt đạo nhai, ngược lại còn giải quyết những người biết chuyện. Người duy nhất có thể xen vào việc này chỉ có Diệp Huyên. Nhưng nàng ta cũng nhận ra kiếm chủ nhân gian này còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho thân phận của mình, vẫn còn mang nặng tư tâm, thế là bèn quyết định lên tiếng nhắc nhở. Dưới kiếm nhân gian, không có chuyện gì là riêng tử cả. Thiếu mất sự ngang ngược này, làm sao có thể thống trị vũ trụ? Bỗng nhiên, Diệp Huyên ngẩng lên nói với Lục Tinh Hà, ta sẽ quản chuyện của Thiên Huyên Tông. Đối phương im lặng một hồi mới nói, ta thay mặt 1.300.000 người bị tàn sát năm ấy cảm ơn ngươi. Cho dù kết quả có thế nào, chúng ta cũng rất biết ơn ngươi đã đi đòi lại công bằng cho chúng ta. Ông ta thoáng dừng lại, nhưng của cải của Thiên Huyên Tông đã bị chúng khoáng đi mất rồi, ta không còn gì để cho ngươi cả. Diệp Huyên cười nói, không cần đâu. Rồi quay sang Kỳ Điện Hạ, đến tả giới thôi. Nàng ta gật đầu, được. Diệp Huyên lại nói với Lục Tinh Hà, ta muốn thành lập thư viện Quan Huyên ở đây. Ông ta cười đáp, hoan nghênh. Diệp Huyên gật gù rồi quay sang ông lão kia, nhớ những gì ngươi từng nói, đi liên lạc với người phụ trách thư viện Quan Huyên ở đây rồi giúp hắn xây dựng thư viện. Ông ta gật đầu, vâng. Diệp Huyên quay sang Kỳ Điện Hạ, đi thôi. Hai người rời đi. Lục Tinh Hà đứng tại chỗ nhìn họ biến mất ở nơi xa. Thì thầm, chúng ta chờ tin các ngươi. Ông lão kia thì do dự hỏi, Lục Tông Chủ vẫn chưa chết hả? Lục Tinh Hà liếc nhìn lão, còn ngươi, sống được đến giờ đúng là kỳ tích. Ông lão. Lục Tinh Hà, thôi, kẻ ngốc tự có phúc. Vị Diệp công tử này là người sáng lập trật tự mới. Ngươi liệu mà dốc sức trợ giúp hắn xây thư viện, tương lai sẽ có cơ duyên khổng lồ mà ngươi không thể nghĩ tới. Ông lão lại chần chừ, ta lại thấy hắn chỉ muốn có công nhân miễn phí thôi. Lục Tinh Hà im luôn. Không lâu sau, Diệp Huyên và Kỳ Điện Hạ đã đi đến vách ngăn dẫn sang vũ trụ tả giới. Hắn nhìn tấm vách, nói cái này đặc biệt ghê. Bởi vì nó như những đợt gợn sóng vô cùng rắn chắc, ngay cả thần thức cũng không thể chạm vào. Diệp Huyên tò mò hỏi, cái này do chủ nhân bút đại đạo làm ra sao? Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên, vì sao lại làm ra nó? Kỳ Điện Hạ cười, nếu không thì người tả giới sẽ trấn áp hết sinh linh bên vũ trụ này. Diệp Huyên nghe vậy thì hiểu ra. Văn minh võ đạo bên tả giới cao hơn nơi này rất nhiều. Hắn hỏi, người đạo môn có thể ra vào tùy thích sao? Kỳ Điện Hạ gật đầu, có thể, nhưng không phải tùy thích. Món bảo vật năm xưa của Thiên Huyên Tông đúng là tự hại mình mà, ôi! Diệp Huyên gật gù, lại nói, ta thắc mắc một chuyện, cô trông có vẻ như không gắn bó với đạo môn cho lắm. Kỳ Điện Hạ cười, sao lại nói thế? Diệp Huyên nhìn nàng ta, vì cô khuyên ta tiêu diệt nó. Kỳ Điện Hạ cong môi, ta chỉ trung thành với chủ nhân bút đại đạo. Diệp Huyên phì cười, nói, vào thôi. Kỳ Điện Hạ gật đầu rồi bước đến trước vách ngăn, xòe bàn tay ra. Một cái ấn bí ẩn xuất hiện trong tay nàng ta, tản ra một luồng sức mạnh bí ẩn, dần dần tách vách ngăn vũ trụ kia sang hai bên. Nàng ta vui vẻ nói, vào thôi. Hai người bước vào tả giới. Trên đường đi, Kỳ Điện Hạ nói, Diệp công tử, đạo môn có 5 cường giả tuyệt thế. Một trong số đó là đạo chủ, chắc chắn là đứng đầu đạo môn. Người thứ hai là tả hữu hộ pháp, chỉ nghe lệnh đạo chủ, cũng đã đến thiên pháp cảnh đỉnh cao. Kế tiếp là đạo nhai, vừa mạnh vừa là người chấp pháp của đạo môn, quyền lực chỉ xếp sau đạo chủ. Diệp Huyên nhìn sang, cô vừa nói có 5 người. Kỳ Điện Hạ cười, còn lại chính là ta. Diệp Huyên, nhưng cô nói cô chỉ mới đến bán bộ thiên pháp cảnh. Kỳ Điện Hạ chớp mắt, trong đạo môn chỉ có tổng cộng 4 thiên pháp cảnh thôi. Diệp Huyên im luôn. Kỳ Điện Hạ tiếp tục, sở dĩ họ không dám làm gì ta là vì đích thân chủ nhân bút đại đạo dẫn ta vào đạo môn. Nhưng còn ngươi, không ai trong số đó biết ngươi, cũng không quan tâm ngươi là ai, nên ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Diệp Huyên ngạc nhiên, chuẩn bị tâm lý gì?
Kỳ điện hạ, bị đánh hội đồng đó. Diệp Huyên cười cười, chúng mà dám hội đồng, ta sẽ cho chúng biết hai chữ tuyệt vọng viết thế nào. Chưa từng có ai dám chơi xấu với ta mà còn sống. Kỳ điện hạ hỏi, chơi xấu là chơi thế nào? Diệp Huyên phá ra cười, đến lúc ấy cô sẽ biết. Kỳ điện hạ lắc đầu cười rồi cùng hắn biến mất ở phía xa. Không lâu sau, có một cô gái mặc váy trắng, tay cầm trường kiếm xuất hiện. Nhìn theo hướng bóng lưng Diệp Huyên biến mất, xuyên qua tầng tầng lớp lớp vách ngăn vũ trụ rồi, Diệp Huyên và Kỳ điện hạ cuối cùng cũng tiến vào tả giới. Hắn nhìn bốn bề tinh không, nhẹ giọng hỏi, đây chính là tả giới sao? Kỳ điện hạ cười đáp, đúng vậy. Diệp Huyên, trước cô có nói chủ nhân bút đại đạo đã đưa cô đến đây? Nàng ta gật đầu, đúng. Diệp Huyên, nhưng cô không liên lạc được với y. Nàng ta lắc đầu, phải. Ngay cả đạo chủ cũng không thể chứ nói chi ta. Diệp Huyên cười cười, chúng ta đến thẳng đạo môn à. Kỳ điện hạ nhìn hắn, tùy ngươi. Diệp Huyên nghe vậy thì nói, vậy không cần phí thời gian nữa, đến gặp đạo chủ ngay. Kỳ điện hạ cười, được thôi. Trên đường đến đạo môn, nàng ta bồi thêm, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Diệp Huyên cười cười, nghe có vẻ như cô đã biết trước kết quả. Kỳ điện hạ gật đầu, dù sao cũng sẽ không có gì bất ngờ. Diệp Huyên không khỏi liếc sang, nhưng cuối cùng sẽ thế nào? Kỳ điện hạ lắc đầu, Diệp công tử phải tự chỉnh đốn lại tâm lý đi thôi. Diệp Huyên tỏ vẻ ngạc nhiên, hoàn toàn không nghe ra ý nàng ta. Nàng ta cười giải thích, ngươi phải hiểu rằng, chuyến đi này trừ đòi lại công bằng cho Thiên Huyên Tông ra thì ngươi vẫn cho đạo môn một cơ hội để tự thay đổi bản thân. Chứ bọn chúng dám lấy gì mà đánh ngươi. Ngươi chịu đến nói chuyện bằng lý lẽ trước đã là nể mặt, là ban ơn cho chúng rồi. Diệp Huyên im lặng suốt một hồi mới nói, cứ đi chung với cô là ta tự cao hẳn lên. Kỳ điện hạ cười, ngươi vốn có bản lĩnh này. Diệp Huyên cũng lắc đầu cười. Miệng lưỡi cô nàng này ghê gớm thật. Nhưng mà phải công nhận là nịnh tai phết. Đương lúc chuyện trò, hai người đã đến nơi cần đến. Đạo môn tọa lạc trên một ngọn núi cô độc, chỉ có lác đác vài gian đại điện. Họ vừa đặt chân đến thì thấy một ông lão xuất hiện. Ông ta không giấu được vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Kỳ điện hạ cô là Kỳ cô nương. Nàng ta mỉm cười, lão Lý, lâu rồi không gặp. Lão Lý lắc đầu cười, đúng là cô thật rồi. Mấy năm nay cô đi đâu vậy? Kỳ điện hạ, về thăm nhà thôi. Lão Lý gật đầu rồi nhìn sang Diệp Huyên, vị này là. Kỳ điện hạ mỉm cười, một người bạn ở quê. Rồi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, đạo chủ có đây không lão Lý? Ông ta đáp, đang bế quan. Kỳ điện hạ, vậy gọi ông ta xuất quan đi. Lão Lý sửng sốt. Chỉ nghe Kỳ điện hạ tiếp lời, nói rằng viện trưởng của thư viện Quan Huyên đến, bảo ông ta đích thân ra tiếp đón. Sau đó đưa Diệp Huyên lên núi. Để lại lão Lý sau lưng với gương mặt mờ mịt. Thư viện Quan Huyên. Đã nghe bao giờ đâu. Lúc này, Kỳ điện hạ và Diệp Huyên đã đi đến đỉnh núi. Nhờ có nàng ta mà họ không bị ai ngăn cản dọc đường đi. Nàng ta dẫn hắn vào đạo điện không một bóng người. Cười nói, chúng ta cứ chờ thôi. Rồi ngồi sang một bên. Diệp Huyên ngồi xuống bên cạnh, hỏi, làm thế này có phách lối quá không vậy? Kỳ điện hạ liếc hắn, Diệp công tử cho rằng chúng ta phách lối lắm sao? Hắn gật đầu, cực kỳ luôn. Kỳ điện hạ cười, ta có thể thấy Diệp công tử đã đọc rất nhiều sách. Dùng kế ôn hòa để đối đãi người khác không sai, nhưng ngươi thật sự cho rằng nhân nghĩa có thể khiến toàn bộ vũ trụ đi vào nề nếp sao? Diệp Huyên nhíu mày. Kỳ điện hạ nhìn sang, ta sống ở hoàng gia, chắc chắn đã chứng kiến nhiều chuyện đen tối hơn ngươi. Thật ra phải nói rằng Diệp công tử cực kỳ may mắn khi có được vô số cường giả tuyệt thế che chở phía sau, chưa phải trải qua nỗi tuyệt vọng và bất lực chân chính. Tựa như khi đế quốc Minh của ta bị tiêu diệt, ta phải trơ mắt nhìn người thân và gia quốc sụp đổ trước mắt mà không thể làm gì. Ngươi đã từng trải qua cảm giác ấy chưa? Diệp Huyên không đáp. Kỳ điện hạ tiếp tục, nhân từ không sai, nhưng đó là khi áp dụng đúng người đúng việc. Ta dẫn ngươi đến đạo môn. Mang ngươi sộc thẳng vào trung tâm vấn đề không phải vì ta muốn ngươi tự cao, mà vì ta biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.
Không tin thì lát nữa ngươi cứ nói chuyện thỏa thích, xem đạo môn có nghe không. Chắc chắn sẽ không, cuối cùng cũng sẽ dùng đến tay chân mà thôi. Diệp công tử ngươi tu kiếm đạo thì càng nên hiểu tầm quan trọng của vấn đề cốt lõi, như một người thông thái nên nhìn ra. Ngươi, phải càng thẳng thắn hơn nữa. Càng thêm thẳng thắn. Diệp Huyên nghe vậy thì lắc đầu cười, cô đang dạy ta làm người đấy à? Kỳ điện hạ, không, ta chỉ đang cho ngươi biết năng lực của ngươi hiện nay lớn đến mức nào, đang cáng đáng trọng trách nặng nề biết bao. Ngươi có địa vị và năng lực, nhưng tâm cảnh lại không theo kịp. Việc này không hề tốt, đồng thời cũng không hề xấu, bởi vì ngươi sẽ không tùy tiện làm bậy. Thứ ngươi đang thiếu hiện nay là một điểm cân bằng mà ngươi phải tự tìm lấy. Diệp Huyên tiếp tục im lặng. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào. Kỳ điện hạ cười lên tiếng, đạo chủ. Diệp Huyên nhìn sang, thấy ông ta nhìn lại, người thiên mệnh. Chỉ liếc mắt thôi là đã nhìn thấu thân phận hắn. Hắn bèn cười đáp phải. Người đàn ông gật gù, kỳ cô nương đưa ngươi đến đạo môn hẳn là có nguyên nhân. Nói đi. Diệp Huyên, chẳng hay tông chủ có hay biết gì về chuyện của Thiên Uyên Tông không? Thiên Uyên Tông. Đôi mày đạo chủ nhíu lại. Kỳ điện hạ kể hết sự tình từ đầu đến đuôi. Đạo chủ nghe xong thì ngồi sang một bên, hỏi Diệp Huyên, Diệp công tử đến đây để đòi lại công bằng cho Thiên Uyên Tông. Hắn gật đầu, chính xác. Đạo chủ chỉ im lặng nhìn hắn. Diệp Huyên bèn cười, người tên đạo nhai này đã vi phạm trật tự của đạo môn, không biết đạo chủ định xử lý thế nào. Đạo chủ khẽ cười, Diệp công tử, đây là chuyện riêng của đạo môn chúng ta. Diệp Huyên, vậy ông biết nghề chính của ta là gì không? Đạo chủ, nguyện nghe cho tường. Diệp Huyên, là tạo phản. Đạo chủ ngạc nhiên. Diệp Huyên nhìn ông ta, lần này ta đến đây không có ý định nói lý lẽ suông, bây giờ một là ông cho ta câu trả lời, không thì ta gọi người khác đến đây nói chuyện thay. Nhà ta không thiếu cao thủ đàm phán, mồm mép ai cũng giỏi hết. Đạo chủ cười, Diệp công tử thật là có khí phách. Diệp Huyên nhếch mép, ai bảo nhà nhiều chống lưng, không biết gọi ai mới phải, cũng mệt lắm. Rồi hắn đứng dậy, ta thấy chúng ta không cần phí thời gian nữa. Đạo chủ ông muốn một trọi một hay giáp lá cà, ta chiều. Đạo chủ im lặng nhìn hắn chằm chằm. Kỳ điện hạ kéo tay áo Diệp Huyên, làm vậy hơi kiêu quá rồi. Diệp Huyên lầm bầm, thì cô bảo muốn vậy còn gì. Kỳ điện hạ im luôn. Ta bảo ngươi phách lối lên, không có nghĩa là càn rỡ tới vậy. Làm thế này chẳng khác gì đang ăn hiếp đạo môn. Đạo chủ chợt hỏi Kỳ điện hạ, lập trường của cô là gì? Kỳ điện hạ chưa kịp mở miệng thì Diệp Huyên đã xen vào, đương nhiên là theo phe ta rồi. Thấy nàng ta nhìn sang, hắn cười nói, đạo chủ, không cần câu giờ nữa. Nói đi, ông muốn một trọi một hay giáp lá cà? Một trọi một thì ta gọi người đến, hội đồng thì một mình ta cũng cân hết đạo môn. Đạo chủ nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, ta trước giờ chưa từng thấy ai ngang ngược phách lối như Diệp công tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên, trong nhà ta thế là lành tính rồi đấy, nói thật. Đạo chủ nhìn hắn một cái thật sâu rồi quay sang Kỳ điện hạ, cô muốn làm gì? Nàng ta nghĩ ngợi một hồi, nói, giết đạo nhai, giải trừ nguy cơ cho đạo môn. Đạo chủ khẽ cười, chỉ vì lời nói của một người ngoài. Kỳ điện hạ thở dài, đạo chủ, ông cũng biết ta là người thế nào. Việc ta dám đưa hắn đến đây, mà hắn cũng dám theo cùng đã nói lên rất nhiều điều. Giết đạo nhai bây giờ, đạo môn ở tả giới còn có thể kéo dài thêm nghìn năm. Bằng không thì tin ta đi, chẳng qua bao lâu nữa, đạo môn sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này. Đạo chủ không nói gì. Ông ta không thể không thận trọng trước những lời này của Kỳ điện hạ. Bởi vì ông ta biết rõ năng lực của người này. Nhưng bảo ông ta cứ thế giết phứt đạo nhai đi, làm sao có thể? Thế là ông ta hỏi Diệp Huyên. Diệp công tử muốn lấy lại công bằng cho Thiên Uyên Tông, vậy ta sẽ cho ngươi cơ hội, sắp xếp một trận đánh giữa ngươi và đạo nhai. Nếu thắng, ngươi có thể giết y, giải trừ ân oán năm xưa. Nếu thua, chuyện xưa xem như xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Kỳ điện hạ nhảy vào khi Diệp Huyên còn chưa kịp mở miệng, không được. Diệp Huyên nhìn Kỳ điện hạ, nghe nàng ta nói, không phải ta không tin Diệp công tử,
mà ngươi phải hiểu rằng việc này không thể thương lượng được. Diệp Huyên lại nhìn đạo chủ, thấy ông ta cười, xem ra Diệp công tử một hai muốn nhục mạ đạo môn ta. Nói thật với ngươi, từ ngày đạo môn tả giới thành lập đến nay, chưa từng bị ai làm nhục. Ta biết ngươi là người thiên mệnh, nhưng ta cũng muốn biết ngươi định làm cách nào để một mình tiêu diệt toàn bộ đạo môn ta. Diệp Huyên, cho ông cơ hội cuối cùng. Đạo chủ nhìn vào mắt hắn, cảm ơn, không cần. Diệp Huyên gật đầu, gọi kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay. Hắn đơn giản lắm, chỉ cần có thể gọi người thì gọi, không cần phải bày đặt ra vẻ gì nữa cả. Kiếm Thanh Huyên run lên. Nhưng rồi Diệp Huyên nhíu mày. Khi không thấy ai đến cả. Hắn sững ra. Đâu mất rồi? Kỳ Điện Hạ đi tới hỏi, người đâu? Diệp Huyên chớp mắt, không biết. Kỳ Điện Hạ, hay là lạc đường? Diệp Huyên nghĩ nghĩ, khả năng ấy không cao. Kỳ Điện Hạ nhíu mày, vậy ngươi định làm gì? Diệp Huyên nhìn nàng ta, giờ mình chạy còn kịp không? Sau một hồi im lặng, Kỳ Điện Hạ mới nói, hay là ngươi nói với đạo chủ là không quen ta thử xem? Diệp Huyên. Ở một nơi nào đó, có một cô gái mặc váy trắng nhìn về phía Diệp Huyên với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Ta cứ không đến đấy. Xem huynh có sốt ruột hay không? Sốt ruột. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyên và Kỳ Điện Hạ đều rất sốt ruột. Nếu thật sự không có ai xuất hiện, vậy hai người họ sẽ phải một mình đấu với toàn bộ đạo môn. Đánh thắng được sao? Chắc chắn là không. Một chọi một còn được, hai người đánh với toàn bộ đạo môn thì chẳng khác nào đưa mặt cho người ta tát. Bầu không khí trong đại điện nhất thời trở nên gượng gạo. Đạo chủ nhìn hai người, chẳng lẽ hai người này đang hù dọa ông ta? Nghĩ đến đây, chút bất an trong lòng đạo chủ thoáng chốc biến mất, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, ta từng gặp người khoác lác, nhưng đây là lần đầu tiên gặp loại người dùng mạng để khoác lác như ngươi. Không thể không nói là ngươi rất can đảm. Diệp Huyên, Kỳ Điện Hạ chợt nói, đạo chủ, ta cảm thấy, chúng ta có thể thương lượng lại chuyện khi nãy ông bảo để hắn đấu tay đôi với đạo nhai. Đạo chủ lạnh nhạt đáp, xin lỗi, bây giờ ta không muốn cho các ngươi cơ hội này nữa. Kỳ Điện Hạ nghiêm túc nói, đạo nhai đã xúc phạm đến trật tự và đạo pháp của đạo môn. Đạo chủ khẽ thở dài, Kỳ cô nương, cô là một người thông minh. Nếu đã là một người thông minh thì vì sao lại nói những lời ngây thơ như thế chứ? Kỳ Điện Hạ nhìn đạo chủ, không nói một lời. Đạo chủ lại nói, chuyện đạo nhai làm đúng là đã xúc phạm đến trật tự, nhưng hắn là một cường giả thiên pháp cảnh, là trụ cột vững vàng của đạo môn ta. Sao ta có thể vì hắn mắc phải một chút sai lầm mà giết hắn được? Kỳ Điện Hạ nói, hắn đã tiêu diệt một tông môn. Đạo chủ nhìn Kỳ Điện Hạ, thế thì sao? Chỉ cần hắn trung thành cống hiến cho ta, thì ta cũng sẽ không động vào hắn. Kỳ Điện Hạ khẽ thở dài, đạo chủ, ông biết không? Trước đó, ta vẫn hy vọng là ta sai. Ta hy vọng có kỳ tích xảy ra. Nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ này của ta đúng là ngu xuẩn. Mọi hành động của ông sẽ chôn vùi toàn bộ đạo môn của tả giới này. Dứt lời, nàng đột nhiên đứng lên, nhẹ giọng nói, Diệp công tử, cậu đừng nhìn kiếm nữa. Người mà cậu gọi đã ở đây từ lâu rồi. Diệp Huyên sửng sốt. Đã ở đây từ lâu rồi. Kỳ Điện Hạ ngẩng đầu nhìn về phía một góc xa xa cô nương. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, cách đó không xa có một cô gái váy trắng đang đứng đó. Nhìn thấy cô gái, sắc mặt đạo chủ thoáng chốc thay đổi. Vì ông ta không hề phát hiện trong điện xuất hiện một cô gái. Còn Diệp Huyên thì cũng sửng sốt. Hắn thấy cô gái váy trắng này rất quen mặt, sau đó, hắn đã nhớ ra. Rất giống với tiểu thất trước đây. Nhưng cũng có điểm khác biệt. Cô gái váy trắng chậm rãi đi tới trước mặt Diệp Huyên, nàng ta nhìn thoáng qua Kỳ Điện Hạ, cười khẽ cô nương đã phát hiện ra ta bao lâu rồi. Kỳ Điện Hạ đáp, lúc cô cười. Cô gái váy trắng lại cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên thoáng do dự rồi hỏi, ta nên muội là tiểu thất hay Thanh Nhi đây? Cô gái váy trắng đáp, Thanh Nhi. Thanh Nhi. Diệp Huyên chớp mắt, cô chính là Thanh Nhi váy trắng kia ư. Cô gái gật đầu, cười đáp, đúng vậy. Diệp Huyên cười hỏi, muội đến đây từ bao giờ? Cô gái nói, sau khi nàng đi.
Diệp Huyên sửng sốt. Sau khi Diệp Thanh Thanh đi, cô gái váy trắng đột nhiên xoay người nhìn đạo chủ phía xa, ta không thích giết chóc cho lắm, cho nên ông có thể tự sát không? Mọi người. Diệp Huyên thoáng chốc đen mặt. Có vô lý quá không vậy? Muội không thích giết người nên bảo người ta tự sát. Đạo chủ nhìn chằm chằm cô gái váy trắng bằng ánh mắt lạnh như băng, ông ta cảm thấy đối phương đang sỉ nhục chỉ số thông minh của ông ta. Đạo chủ không nói nhảm một câu nào, đột nhiên mở tay phải, ngay sau đó, cảnh tượng xung quanh thay đổi, một khắc sau, mọi người đã xuất hiện ở một vùng tinh không lạ. Đạo chủ chậm rãi siết chặt tay phải, một lực lượng đáng sợ tập trung trong lòng bàn tay ông ta, lúc này, cô gái đột nhiên xuất kiếm. Xoẹt! Giữa chân mày của đạo chủ bị một thanh kiếm xuyên qua mà không hề báo trước. Giết chết trong nháy mắt. Đạo chủ hóa đá ngay tại chỗ. Nét mặt ngơ ngác. Kỳ điện hạ nhìn chằm chằm cô gái, mẹ kiếp, sao muội muội của Diệp Huyên người sau còn mạnh hơn người trước vậy? Cô gái nhìn đạo chủ, ta không thích đánh nhau cho lắm, nhưng không có mấy người đánh thắng được ta đâu, còn ông, lời ta nói có thể sẽ rất khó nghe, là ông rất yếu. Đạo chủ. Cô gái xoay người đi tới trước mặt Diệp Huyên, cười hỏi, chúng ta đến một nơi khác đi. Diệp Huyên cười đáp, được. Cô gái gật đầu, sau đó dẫn Diệp Huyên biến mất khỏi vị trí ban đầu. Kỳ điện hạ đứng nhìn thân thể và linh hồn của đạo chủ đang dần biến mất, hối hận không? Đạo chủ hơi mơ hồ, nữ nhân kia. Kỳ điện hạ hỏi, lợi hại chứ? Đạo chủ nhìn về phía kỳ điện hạ, nàng không phải thiên pháp cảnh. Kỳ điện hạ cười nói, nàng không nằm trong cảnh giới. Đạo chủ im lặng một lát rồi nói, đạo môn toi đời rồi sao? Kỳ điện hạ gật đầu, có lẽ đạo môn ở tả giới đã không còn nữa rồi. Đạo chủ cất lời, những người ở đạo môn đều vô tội. Kỳ điện hạ lắc đầu, không có ai là vô tội cả. Dứt lời, nàng xoay người rời đi. Đạo chủ sau lưng nàng dần tan biến. Trong đạo thành, cô gái váy trắng dẫn Diệp Huyên chậm rãi bước đi trên đường, trên mặt nàng ta mang theo nụ cười nhẹ nhàng, khác với Diệp Thanh Thanh. Nàng ta mang đến cho người khác một cảm giác hòa nhã dễ gần, không có chút xa cách. Còn cảm giác của Diệp Thanh Thanh mang đến cho người khác là, nhìn gì đấy? Nhìn nữa ta giết ngươi bây giờ. Diệp Huyên cất lời, tiểu thất, cô gái cười nói, đó là thân thể chuyển thể của ta. Bây giờ, trí nhớ của ta và nàng đã hòa làm một. Ta chính là nàng cũng chính là ta. Diệp Huyên gật đầu, không nói gì nữa. Cô gái váy trắng cười nói. Vốn định đến tìm huynh sớm một chút, nhưng vì một vài chuyện nên chậm trễ. Diệp Huyên cười nói, gặp muội, ta cũng rất vui. Cuối cùng hắn cũng gặp được tất cả Thanh Nhi rồi. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ta đã đợi ngày này rất nhiều năm rồi. Diệp Huyên im lặng. Cô gái đột nhiên cười nói, không thể không nói, ta thật sự phải cảm ơn nàng. Lúc trước mấy người chúng ta đều chống lại nàng, mà có thể nói. Nàng mới là người luôn lo lắng cho huynh. Nếu không có nàng, có lẽ chúng ta sẽ không còn được gặp lại huynh nữa. Diệp Huyên biết, Thanh Nhi này đang nói đến Thanh Nhi váy trắng. Chương 5665, chủ nhân bút đại đạo. Thiên mệnh mạnh nhất. Cô gái lại nói, ca ca, nghe nói huynh thích tiền lắm đúng không? Diệp Huyên. Cô gái cười nói, ta dẫn huynh đến một nơi, nơi đó có nhiều tiền lắm. Diệp Huyên nghiêm túc nói, được. Cô gái cất lời, chúng ta ăn gì đó trước đã. Nói xong, nàng ta kéo Diệp Huyên ngồi xuống trước một quầy hàng, sau đó nhìn về phía ông chủ quán mì cho hai bát mì. Ông chủ nhìn cô gái, nhất thời hơi mất hồn. Trời ạ, ông ta chưa từng gặp cô gái xinh đẹp thế này bao giờ. Cô gái váy trắng thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của nàng ta rất dịu dàng, cho người ta một cảm giác thân thiết. Rất nhiều người xung quanh đều đang nhìn nàng ta. Cô gái cũng không tức giận vì những ánh nhìn này. Thấy thế, Diệp Huyên thầm thở dài, Thanh Nhi này dễ tính thật đấy, nếu là Diệp Thanh Thanh thì e rằng xung quanh đã máu chảy thành sông rồi. Hai bát mì nhanh chóng được bưng lên. Cô gái nhìn Diệp Huyên, ca ca, huynh ăn đi. Diệp Huyên cười khẽ, sau đó bắt đầu ăn. Còn cô gái váy trắng thì không ăn. Nàng ta cứ ngồi nhìn Diệp Huyên như thế.
Diệp Huyên cười hỏi, nhìn ta làm gì? Cô gái khẽ đáp, mấy năm qua, huynh chịu khổ rồi. Tiểu Tháp. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, ngoài ban đầu có hơi khổ, thì khoảng thời gian còn lại ta cũng không vất vả lắm. Cô gái cười nói, sau này huynh sẽ không phải vất vả nữa. Diệp Huyên gật đầu, được. Lúc này, một thanh niên áo gấm chậm rãi đi tới, hắn ta nhìn cô gái váy trắng, cười nói, vị cô nương này xinh đẹp quá. Cô gái nhìn thanh niên kia lại nói, tại hạ là Hoàng Cẩm, muốn được làm quen với cô nương. Diệp Huyên chợt cất lời, nàng không muốn làm quen với ngươi. Nghe vậy, Hoàng Cẩm nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, khi nãy ta nghe cô nương này gọi huynh là ca ca. Vị huynh đài này, ta có thể làm em rể của huynh không? Diệp Huyên nhìn Hoàng Cẩm, có phải ngươi cảm thấy mình rất đẹp trai không? Hoàng Cẩm sửng sốt, sau đó cười nói, trong đạo thành này có hơn một nửa sản nghiệp là của nhà họ Hoàng ta. Dù là đạo môn cũng phải nể mặt chúng ta ba phần đấy. Sau khi hắn ta nói xong, sáu ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện xung quanh. Thấy vậy, những người xung quanh vội vàng lùi lại. Hoàng Cẩm nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta chắc chắn sẽ làm em rể của huynh rồi. Diệp Huyên cong ngón tay chém xuống một cái. Vụt! Đầu của sáu ông lão áo đen lập tức rơi xuống. Giết chết trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Hoàng Cẩm thoáng chốc trở nên tái mét ngươi. Diệp Huyên nhìn Hoàng Cẩm, làm phiền người khác dùng bữa rất mất lịch sự đấy. Nói xong, hắn vung tay áo, Hoàng Cẩm lập tức bay ra xa, trong lúc đó, thân thể của hắn ta chậm rãi nổ tung. Cô gái cười nói, ca ca, thực lực của huynh hơi yếu. Nét mặt Diệp Huyên cứng đờ. Cô gái lại nói, có muốn trở nên mạnh mẽ không? Diệp Huyên nghiêm túc đáp, đương nhiên là có rồi. Cô gái cười nói, tín ngưỡng chi lực của huynh và phương pháp gấp kia cũng tạm được, nhưng kiếm kỹ linh hồn của huynh rất yếu, có thể tăng cường nó. Diệp Huyên nhíu mày, kiếm kỹ linh hồn. Cô gái váy trắng gật đầu, đúng thế. Diệp Huyên hỏi, học thế nào? Cô gái váy trắng cười nói, ta dạy huynh. Diệp Huyên đáp, được. Lúc này, Kỳ Điện Hạ đi tới, nàng ngồi xuống trước mặt hai huynh muội, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, người có muốn quản lý đạo môn không? Diệp Huyên gật đầu, được. Kỳ Điện Hạ lại nói, còn phải giết ba người nữa, đạo nhai và hai vị hộ pháp kia, giải quyết xong ba người này, người mới có thể tiếp quản đạo môn một cách thuận lợi. Diệp Huyên đang định lên tiếng thì cô gái váy trắng chợt cất lời, ca ca, có cần giúp không? Diệp Huyên vội nói, cần. Cô gái chắp ngón tay chỉ về phía trước, bạch kiếm trong tay nàng ta chợt bay lên cao, sau đó, trong thành đột nhiên bộc phát ra ba khí thế đáng sợ. Chính là ba người nhóm đạo nhai kia, ba người họ là người mạnh nhất ở đại thành, mà cô gái cũng đang nhằm vào ba người mạnh nhất này. Trên không trung, đại nhai nhìn cô gái váy trắng trong thành, gọi tổ tông. Trong đạo thành lập tức xuất hiện một tia sáng trắng đáng sợ bay lên cao. Gọi tổ tông. Diệp Huyên ngây người, sau đó nhìn về phía Kỳ Điện Hạ. Kỳ Điện Hạ hơi do dự, sau đó đáp ta không biết. Diệp Huyên nhìn về phía cột sáng màu trắng kia, nhẹ giọng nói, chủ nhân bút đại đạo, ai cho ông ta to gan xuất hiện thế? Không sợ ta giết chết ông ta sao? Kỳ Điện Hạ nhìn về phía Diệp Huyên, không nói một lời. Chương 5666, tả giới thuộc quyền quản lý của ta. Trong ánh sáng trắng, một hư ảnh lặng lẽ ngưng tụ. Nhìn thấy cảnh này, mấy người nhóm đạo nhai lập tức mừng như điên. Chủ nhân bút đại đạo. Lúc đối mặt với cô gái váy trắng, bọn họ cảm thấy rất tuyệt vọng. Vì bọn họ biết đạo chủ chết như thế nào, chính là bị người phụ nữ trước mắt giết chết bằng một kiếm. Một người có thể giết chết cường giả thiên pháp cảnh bằng một kiếm trong nháy mắt, chắc chắn bọn họ không thể nào chống lại. Vì thế, bọn họ quyết định sử dụng lá bài tẩy mạnh nhất của đạo môn. Sở dĩ đạo chủ không sử dụng là vì không kịp sử dụng. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, hư ảnh kia dần ngưng tụ. Sau đó, một người đàn ông xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy người đàn ông này, những cường giả đạo môn xung quanh vội vàng quỳ xuống. Kỳ Điện Hạ nhẹ giọng nói, thật sự đến rồi. Diệp Huyên nhìn chủ nhân bút đại đạo, trong lòng cũng hơi nghi ngờ, không
không ngờ người thần bí này lại thật sự xuất hiện. Lúc này, tiểu tháp trong cơ thể Diệp Huyên chợt nói, tiểu bút, chủ nhân của ngươi xuất hiện kìa. Bút đại đạo. Sau khi xuất hiện, chủ nhân bút đại đạo nhìn thẳng vào Diệp Huyên. Lúc nhìn thấy Diệp Huyên, y lập tức cau mày, một khắc sau, y đã xuất hiện trước mặt ba người nhóm Diệp Huyên. Cô gái váy trắng nhìn y, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo nói với Diệp Huyên, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyên cười đáp, đúng thế, chỉ không ngờ là lại gặp nhau theo cách này. Chủ nhân bút đại đạo nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, nói rõ đầu đuôi chuyện này xem. Kỳ Điện Hạ hơi chần chừ, sau đó hỏi, ông không biết à? Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng đáp, ta là thần tiên sao mà cái gì cũng biết được. Kỳ Điện Hạ nhìn chủ nhân bút đại đạo, đừng nói ông là kẻ giả mạo nhé. Chủ nhân bút đại đạo lập tức xa sầm mặt, ta không có thời gian để tâm đến những chuyện còn con này. Kỳ Điện Hạ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Chủ nhân bút đại đạo nhìn đạo nhai phía xa, sắc mặt đạo nhai thoáng chốc trở nên tái mét. Chủ nhân bút đại đạo khẽ thở dài, không phải không trả thù, mà là chưa đến lúc. Đạo nhai lập tức quỳ xuống, run rẩy nói, chủ nhân. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, ta không cứu ngươi được. Nghe vậy, đạo nhai vô cùng sợ hãi. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên chỉ về phía Kỳ Điện Hạ, bắt đầu từ bây giờ, nàng sẽ là người đứng đầu đạo môn ở tả giới. Người đứng đầu đạo môn. Nghe vậy, Diệp Huyên cau mày, không được. Chủ nhân bút đại đạo nhìn về phía Diệp Huyên nghiêm túc nói, tả giới hiện tại thuộc quyền quản lý của ta. Chủ nhân bút đại đạo cau mày, thuộc về quyền quản lý của cậu. Diệp Huyên đáp, vừa mới khi nãy. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Huyên, cậu đừng có hồ đồ. Diệp Huyên cất lời, Thanh Nhi, muội nói chuyện với ông ta đi. Cô gái váy trắng chớp mắt, sau đó nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, đánh một trận trước đã. Chủ nhân bút đại đạo đen mặt, chúng ta đều là người có ăn học, đánh đánh giết giết làm gì. Thương lượng vẫn tốt hơn. Diệp Huyên kéo ống tay áo cô gái, có phải người này không phải bản thể không? Cô gái gật đầu. Không phải bản thể. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức lên tinh thần, tả giới bây giờ là của ta. Ông vẫn nên trở về đi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, cậu muốn cướp đoạt công khai à? Diệp Huyên lạnh lùng nói, đây là ông nói đấy. Chủ nhân bút đại đạo. Cô gái váy trắng nhìn chủ nhân bút đại đạo, bản thể của ông không ở thế giới này. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cô gái, cười nói, cô thật sự muốn giết ta à? Cô gái lắc đầu, ta không thể giết ông. Chủ nhân bút đại đạo cười khẽ, sau đó lại nhìn Diệp Huyên, cậu muốn cướp thật đúng không? Diệp Huyên đang định đáp lời thì Kỳ Điện Hạ ở bên cạnh chợt nói, thế này đi, Diệp công tử có thể mở thư viện ở đây, đạo môn và thư viện Quan Huyên cạnh tranh với nhau. Đương nhiên là cạnh tranh lành mạnh, cuối cùng, ai được lòng người của tả giới thì người đó sẽ làm chủ tả giới. Chủ nhân bút đại đạo im lặng. Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, được. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, cái tên chết tiệt nhà cậu cứ đợi đấy. Sớm muộn gì cũng sẽ bị xử lý thôi. Diệp Huyên cười nói, thật ra ta cảm thấy chúng ta có thể thương lượng. Vì sao? Vì mục đích của chúng ta đều giống nhau. Đều mong có thể thành lập một trật tự tốt, nếu chúng ta có cùng một mục tiêu, vậy vì sao chúng ta không hợp tác chứ? Hợp tác? Chủ nhân bút đại đạo hơi cau mày. Bây giờ thật sự không phải lúc trở mặt với người này. Diệp Huyên lại nói, ta thật lòng cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, chung tay quản lý vũ trụ. Hắn cũng không muốn giết chết chủ nhân bút đại đạo, trực giác nói với hắn, chuyện này cũng không được thực tế lắm. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Huyên, cười hỏi, cậu muốn hợp tác thế nào? Diệp Huyên đáp, ta cảm thấy ông rất bận, bận đến mức không có thời gian quản lý các vũ trụ, thế này đi, ông giao quyền quản lý cho ta sẽ giúp ông quản lý, nếu không quản lý được thì ông cứ việc thu hồi, thế nào? Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyên, cái này mà cậu gọi là hợp tác à? Rõ ràng là không công mà hưởng lợi. Diệp Huyên cười nói, vì sao không thử xem? Dù sao bây giờ chúng ta cũng không có ý định giết chết đối phương đúng không? Hơn nữa chúng ta cũng không cần thiết phải liều mạng với nhau, ít nhất tạm thời là thế, nếu đã vậy thì hợp tác đi.
Kỳ điện hạ chen miệng vào, ta cảm thấy có thể đấy. Sau đó, nàng nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, có thể thử xem, nếu không, đạo môn ở rất nhiều nơi đã quá xa sút rồi. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Huyên, được thôi, nhưng nơi có đạo môn không được phép có thư viện quan huyên, có điều cậu có thể thay ta quản lý đạo môn. Diệp Huyên im lặng. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, thế nào, yêu cầu này của ta quá đáng lắm à? Diệp Huyên nhìn chủ nhân bút đại đạo, nếu ta bảo Thanh Nhi giết ông thì có giết được không? Chủ nhân bút đại đạo đáp, e là không. Diệp Huyên nhíu mày. Chủ nhân bút đại đạo hỏi, biết tại sao không? Diệp Huyên lắc đầu. Chủ nhân bút đại đạo giải thích, không phải vì nàng, mà là vì cậu. Diệp Huyên cau mày, ta. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, đúng thế. Cậu bây giờ vẫn chưa thể thoát khỏi một vài phạm vi, sẽ bị hạn chế, nếu ta chết, cậu cũng sẽ không thể tồn tại. Diệp Huyên hỏi, nếu ta chết, ông có chết theo ta không? Chủ nhân bút đại đạo nhíu mày, cậu có suy nghĩ này từ bao giờ thế? Diệp Huyên cười nói, ta chỉ hỏi thử thôi mà. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, cậu có muốn thử không? Diệp Huyên đáp, thôi, trở về chủ đề chính đi. Ông giao đạo môn cho ta quản lý, ta đồng ý với ông, nếu là nơi có đạo môn, ta có thể tạm thời không xây dựng thư viện. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, được. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, cho ta một tín vật. Một tín vật có thể khiến tất cả mọi người ở đạo môn phục tùng, nhớ kỹ là tất cả đạo môn, chứ không phải đạo môn ở một nơi nào đó. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Huyên, sau đó mở lòng bàn tay, một con dấu cổ xưa chậm rãi bay đến trước mặt Diệp Huyên. Đạo ấn. Kỳ điện hạ ở bên cạnh híp mắt, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Diệp Huyên nhìn đạo ấn kia, sau đó nói, thứ này có tác dụng gì? Chủ nhân bút đại đạo giải thích, lấy kiếm của cậu ra chém thử đi. Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày, sau đó vẫn làm theo, dùng kiếm Thanh Huyên chém mạnh một cái. Oanh! Đạo ấn rung động kịch liệt, những tia sáng đột nhiên lóe lên, đánh bay Diệp Huyên ra ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyên sửng sốt, vì hắn phát hiện đạo ấn này hoàn toàn không tổn hao gì. Kiếm Thanh Huyên cũng không thể phá vỡ được nó. Chủ nhân bút đại đạo giải thích, đạo ấn này có một chức năng đặc biệt là có thể áp chế những người tu luyện công pháp do ta sáng tạo ra, những người tu luyện công pháp của ta sáng tạo đều sẽ bị cái ấn này áp chế thành người bình thường, mà người của đạo môn gần như đều tu luyện công pháp do ta sáng tạo. Diệp Huyên nghiêm túc nói, trước kia ta cũng từng tu luyện công pháp do ông sáng tạo. Chủ nhân bút đại đạo nói thật, có áp chế được cậu hay không cũng chẳng có chút ý nghĩa nào cả. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Chủ nhân bút đại đạo lạnh nhạt nói, từ trước đến giờ người mạnh luôn là muội muội của cậu, có liên quan gì đến cậu đâu? Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Chủ nhân bút đại đạo nói tiếp, đạo ấn này trời sinh đã khắc chế người của đạo môn, hơn nữa nó còn có hơi thở của ta, nếu người nhìn thấy nó không nghe theo lệnh cậu thì cũng không cần giữ mạng của người đó nữa. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nói, ngoài đạo ấn, ông còn có thể cho ta cái gì khác không? Ví dụ như là tiền ấy. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Diệp Huyên, ta cho cậu một búa, cậu có muốn không? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ông đừng keo kiệt thế. Đạo môn của ông nhiều như vậy, ta giúp ông quản lý, đòi chút tiền công thì sao? Ít nhiều gì ông cũng phải cho chút gì đó chứ. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, dù cha cậu cũng rất vô liêm sỉ, nhưng vẫn có giới hạn. Còn cậu thì hay rồi, chẳng cần chút thể diện nào. Hy vọng đời tiếp theo của nhà họ Dương các cậu có thể thay đổi, đừng di truyền tính cách mặt dày của cha con các người, nếu không. Diệp Huyên chợt hỏi, nghe nói con trai ta là người thiên mệnh đời tiếp theo, có thật không? Chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Huyên, cậu cho rằng ta sẽ nói với cậu à? Diệp Huyên nghiêm túc nói, chủ nhân bút đại đạo, người thiên mệnh đều do ông quyết định. Nói đi nói lại thì ông cũng không thích cha con chúng ta cho lắm. Nếu đã thế, vì sao ông còn muốn chọn con trai của ta làm người thiên mệnh? Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nói, có liên quan gì đến cậu à? Diệp Huyên im lặng. Xem ra thật sự không thể trò chuyện đàng hoàng rồi. Người này rất là ghét hắn. Diệp Huyên cất lời, không nói những chuyện không vui này nữa. Ông cho ta thêm ít tiền, sau đó thì cút, thì đi đi.
Chủ nhân bút đại đạo nhìn cô gái váy trắng, nói thật, nếu không vì người phụ nữ này ở đây, chắc có lẽ hôm nay ông ta đã đích thân ra tay rồi. Diệp Huyên lại nói, không cho tiền thì cho gì khác cũng được, ta biết ông nhiều bảo bối lắm mà. Chủ nhân bút đại đạo im lặng một lát rồi đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một sợi dây đỏ như máu bay tới trước mặt Diệp Huyên, cho cậu cái này. Diệp Huyên hơi ngạc nhiên, đây là gì? Sau đó, hắn vừa cầm lên thì sợi dây đó đã lập tức bay vào giữa chân mày hắn, sau đó biến mất. Diệp Huyên sửng sốt, chủ nhân bút đại đạo lạnh nhạt giải thích, dây nhân duyên tặng cho cậu một cô vợ. Hửm, cậu nhìn ta bằng ánh mắt này làm gì? Là cậu nói cho cái gì cũng được mà. Diệp Huyên. Dây nhân duyên. Diệp Huyên lập tức xa sầm mặt. Đây là đang gài bẫy hắn mà. Diệp Huyên vừa định từ chối thì chủ nhân bút đại đạo đã xoay người biến mất. Không còn ở đây nữa. Diệp Huyên hoàn toàn đen mặt, hắn chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận trong cơ thể, nhưng lại không cảm nhận được gì cả. Lúc này, bút đại đạo chợt nói, đây là dây nhân duyên, không nằm trong cơ thể cậu, mà nằm trong quỹ đạo cuộc đời cậu, với thực lực của cậu hoàn toàn không thể chém nứt được nó. Dây nhân duyên. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái váy trắng, nàng cười nói, không chém nứt được. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Cô gái giải thích, sẽ làm hại đến một người khác. Diệp Huyên khó hiểu, sao cơ? Bút đại đạo giải thích, đây là dây nhân duyên hai chiều, nếu cậu cố ý muốn chém nứt thì một người khác sẽ bị tổn thương. Quỹ đạo số mệnh của đối phương có thể sẽ xảy ra thay đổi long trời lở đất. Diệp Huyên trầm giọng mắng, mẹ kiếp. Bút đại đạo an ủi, thật ra thứ này không có ảnh hưởng gì đến cậu cả, dù sao cậu cũng có nhiều vợ như thế, nhiều thêm một người nữa cũng có gì đâu. Diệp Huyên đen mặt, nếu huynh không biết ăn nói thì nên câm miệng như tiểu tháp đi. Bút đại đạo hơi do dự, sau đó đáp, nói chuyện đàng hoàng, bực bội cái gì chứ? Diệp Huyên. Lúc này, Kỳ Điện Hạ ở bên cạnh chợt cất lời, Diệp công tử, chúc mừng. Diệp Huyên cười hỏi, chúc mừng gì cơ? Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên, cậu bây giờ không phải người xây dựng trật tự mới nữa, mà là người quản lý trật tự cũ, hai loại trật tự hội tụ vào người cậu, ai có thể sánh bằng cậu được? Diệp Huyên cười khẽ, sau đó nhìn đạo ấn trong tay, Kỳ Điện Hạ, ta có một trực giác. Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên, trực giác gì cơ? Diệp Huyên cười nói, chủ nhân bút đại đạo hoàn toàn không quan tâm đến đạo môn. Cũng không coi trọng đạo môn. Kỳ Điện Hạ im lặng. Sao nàng có thể không có cảm giác như thế được? Nếu chủ nhân bút đại đạo thật sự quan tâm đạo môn, y đâu thể mặc cho đạo môn trở nên sa sút như thế được? Với thực lực của chủ nhân bút đại đạo, sao y có thể không biết đạo môn đang sa sút chứ? Mà y lại không quan tâm, mặc cho nó tiếp tục sa sút. Chuyện này không bình thường chút nào. Diệp Huyên đột nhiên cười nói, cho dù thế nào, thì đạo môn bây giờ cũng thuộc quyền quản lý của ta. Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên, cậu muốn dùng đạo môn để quản thúc thư viện Quan Huyên. Diệp Huyên gật đầu, không thể chỉ có một thế lực độc chiếm được, nếu như thế, sau này chắc chắn thư viện Quan Huyên sẽ vô cùng bành trướng, khi đó, nếu không thể quản lý, thư viện Quan Huyên sẽ rất nguy hiểm. Vì thế, đạo môn này cũng cần phải tồn tại, một tồn tại có thể ngăn cản thư viện. Hơn nữa, người ở trong đạo môn cũng không phải đều là người xấu, cũng có rất nhiều người tốt. Kỳ Điện Hạ trầm giọng nói, thế chẳng phải là một nhà sao? Diệp Huyên cười đáp, sau này ta sinh con trai sẽ giao thư viện Quan Huyên cho thằng bé quản lý, sau đó lại sinh con gái, giao đạo môn cho con bé quản lý, ha ha. Kỳ Điện Hạ. Diệp Huyên nghiêm túc nói, Kỳ Điện Hạ, tập trung tất cả mọi người của đạo môn. Kỳ Điện Hạ gật đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía cô gái váy trắng, sau khi ta xử lý xong chuyện ở đây, chúng ta sẽ đi. Cô gái gật đầu, được. Đạo môn. Chẳng mấy chốc, tất cả cường giả đạo môn đã tập trung lại với nhau. Lúc này, tất cả mọi người đã biết Kỳ Điện Hạ trước mặt chính là người đứng đầu đạo môn, còn người đàn ông này chính là người đứng trên cả người đứng đầu đạo môn. Gọi tắt là người đại diện cho chủ nhân bút đại đạo. Trong điện, Diệp Huyên nhìn thoáng qua mọi người, sau đó nói, chủ nhân bút đại đạo vốn muốn giết chết toàn bộ mọi người. Nghe vậy, mọi người trong điện đều ngạc nhiên. Diệp Huyên cười nói,
vì bây giờ đạo môn đã vô cùng mục nát rồi. Chỉ có phá hủy toàn bộ rồi xây dựng lại một lần nữa mới có thể tái sinh. Nhưng ta có đức hiếu sinh, sau khi được ta khuyên răn hết lời, cuối cùng ông ta cũng đồng ý tạm thời không tiêu diệt các người. Mọi người nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Diệp Huyên nói tiếp, bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người đều phải tuân thủ trật tự và luật pháp đạo môn, người dám làm trái đều sẽ bị giết chết. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay, một quyển cổ tịch dày chậm rãi bay tới trước mặt Kỳ Điện Hạ, đây là Quan Huyên Pháp. Kỳ Điện Hạ muốn nói lại thôi. Diệp Huyên nói, cô kết hợp Quan Huyên Pháp và Đại Đạo Pháp lại với nhau, đương nhiên Quan Huyên Pháp phải nắm vai trò chủ đạo. Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên, không nói một lời. Đưa Quan Huyên Pháp vào đạo môn, rất rõ ràng là Diệp Huyên đã bắt đầu thâu tóm đạo môn rồi. Sau này, dù đạo môn vẫn được gọi là đạo môn, nhưng phải tuân theo pháp tắc của Diệp Huyên, tuân theo trật tự của hắn. Đây là muốn đổi khách thành chủ. Diệp Huyên cười nói, Kỳ cô nương, trong ấn tượng của ta, cô thông minh lắm mà. Sau đó, hắn nhắc nhở, khi ông ta giao đạo môn cho ta quản lý, cô vẫn chưa hiểu ý của ông ta sao? Con người Kỳ Điện Hạ co lại, nàng chợt hiểu ra. Đúng thế. Chẳng lẽ chủ nhân bút đại đạo không hiểu tính cách của Diệp Huyên? Mà ông ta lại giao đạo môn cho Diệp Huyên quản lý, rõ ràng là ngầm thừa nhận để trật tự mới của Diệp Huyên thay thế cho trật tự cũ. Mà đây là thay đổi trong hòa bình. Kỳ Điện Hạ nhìn Diệp Huyên một lúc lâu, sau đó nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Diệp Huyên gật đầu, dù là thư viện Quan Huyên hay đạo môn cũng chỉ có một mục đích là vũ trụ rộng lớn này, ta để đạo môn tồn tại là vì không muốn sau này thư viện sẽ độc chiếm vũ trụ, không có cạnh tranh và quản thúc. Kỳ Điện Hạ nghiêm túc nói, vậy cậu không sợ sau này đạo môn và thư viện sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung sao? Khả năng này cũng rất cao đấy. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ giao đạo môn và thư viện cho người ngoài à? Kỳ Điện Hạ cười khổ. Người bên dưới có thể sẽ bất hòa, sẽ cạnh tranh, nhưng cấp cao ở hai bên chắc chắn sẽ không như thế. Vì là người một nhà. Hơn nữa, chỉ cần Diệp Huyên không chết, cấp cao của hai bên đều sẽ mãi mãi chung một mục tiêu. Giống như Diệp Huyên và Dương Niệm Tuyết bây giờ vậy. Hai tỷ đệ làm sao dám tàn sát lẫn nhau. Ít nhất là không ai dám làm chuyện đó trước. Diệp Huyên lại nói, hiện tại, vấn đề của đạo môn đang rất nghiêm trọng, cần phải quản lý nghiêm khắc. Kỳ cô nương, cô đừng nương tay. Kỳ Điện Hạ gật đầu, ta hiểu mà. Diệp Huyên nói tiếp, còn nữa, sau này ta sẽ để thư viện Quan Huyên tiến vào tả giới, để thế lực hai bên cùng tồn tại, cạnh tranh với nhau, người có thể thích nghi mới có thể sinh tồn. Kỳ Điện Hạ thầm thở dài. Dù Diệp Huyên muốn đạo môn cùng tồn tại với thư viện Quan Huyên, nhưng nếu tiếp tục như thế, chắc chắn đạo môn sẽ không thể chống lại thư viện Quan Huyên, sau này, rất có thể sẽ bị đào thải. Nhưng cũng không còn cách nào với chuyện này nữa. Diệp Huyên nói đúng, người có thể thích nghi mới có thể sinh tồn. Trật tự đạo môn đã lạc hậu rồi. Cách làm của Diệp Huyên bây giờ chỉ là không dùng bạo lực để xóa bỏ trật tự cũ thôi. Thật ra đây mới là điều kiện mà Diệp Huyên và chủ nhân bút đại đạo đã thương lượng với nhau. Dù là chủ nhân bút đại đạo cũng không thể ngăn cản trật tự mới của Diệp Huyên thành lập. Chủ nhân bút đại đạo chỉ có hai sự lựa chọn, thứ nhất là đối đầu với Diệp Huyên, chiến đấu một trận. Nhưng nghĩ đến mấy người đứng sau Diệp Huyên, dù là chủ nhân bút đại đạo cũng cảm thấy sởn tóc gáy. Thế giới này có thể không có đạo môn, nhưng nếu không có Diệp Huyên, thì nó có còn cần thiết phải tồn tại không? Đánh thì không thể. Vì vậy, cuối cùng chủ nhân bút đại đạo chỉ có thể dùng cách hòa bình để Diệp Huyên thành lập trật tự mới. Đây là kết quả tốt nhất, nếu không, Diệp Huyên đi đến nơi nào, nơi đó sẽ có một đạo môn bị tiêu diệt. Sau khi nghĩ thông suốt, Kỳ Điện Hạ gật đầu, ta hiểu rồi, người yên tâm, ta sẽ xử lý ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Diệp Huyên gật đầu, ta tin tưởng cô. Nói xong, hắn đi ra ngoài điện. Sau khi Diệp Huyên rời đi, Kỳ Điện Hạ nhìn người của đạo môn xung quanh. Sau đó nói, chuẩn bị nghênh đón thời đại mới đi. Ngoài điện, Diệp Huyên và cô gái váy trắng chậm rãi đi về phía xa. Diệp Huyên khẽ nói, ta cũng không ngờ ông ta thật sự sẽ giao đạo môn cho ta. Cô gái nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nặng nề.
Bây giờ, mỗi hành động và lời nói của huynh đều liên quan đến sống chết của vô số sinh linh. Diệp Huyên gật đầu. Đúng thế, bây giờ trách nhiệm của hắn đang rất nặng nề. Cô gái cười nói, sau này, toàn bộ vũ trụ chắc chắn đều phải tuân theo trật tự của huynh, mà huynh đã dung hợp trật tự lại với kiếm. Nói cách khác, kiếm đạo của huynh sau này rất có khả năng sẽ đạt tới trình độ của bọn họ. Diệp Huyên cười đáp, có lẽ vậy. Cô gái lại nói, ta dẫn huynh đi đến một nơi tu luyện kiếm hồn kỹ. Diệp Huyên cười đáp, được. Dứt lời, hai huynh muội biến mất ở cuối chân trời. Không biết đã bao lâu trôi qua, cô gái váy trắng dẫn Diệp Huyên đi tới một tinh không hoàn toàn yên tĩnh, trong tinh không này có một cung điện lâu đời màu đen đứng sừng sững. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái cười nói, đây là hồn cung. Một thế lực tông môn cổ xưa, lúc trước ta từng ở lại đây một khoảng thời gian, dưỡng hồn chi thuật ở chỗ bọn họ cũng được lắm. Diệp Huyên gật đầu, được. Hai người vừa đi tới trước hồn cung, một cô gái mặc đồ đen đã bước ra, cô gái có vóc dáng cao gầy, khí chất tao nhã, trên mặt là nụ cười dịu dàng. Nhìn thấy cô gái váy trắng, cô gái áo đen cười nói, Tiểu Thanh. Cô gái váy trắng cũng đáp lời, Niệm Nhai. Cô gái áo đen cười nói, hôm nay cơn gió nào thổi cô đến chỗ ta vậy? Cô gái váy trắng đáp, giới thiệu với cô, đây là ca ca của ta. Ca ca. Niệm Nhai thoáng sửng sốt, sau đó nhìn về phía Diệp Huyên, ca ca. Thanh Nhi gật đầu, đúng thế. Niệm Nhai quan sát Diệp Huyên, sau đó cười nói, tuấn tú lịch sự. Diệp Huyên khẽ cười, chào cô nương. Cô gái váy trắng cười nói, ca ca, đây là bạn của ta, lần này đến đây, huynh có thể theo nàng luyện dưỡng hồn chi thuật, nàng có quan điểm khá đặc biệt về hồn phách chi đạo, rất thích hợp để huynh học tập. Diệp Huyên nhìn Niệm Nhai, khẽ mỉm cười, phiền cô nương rồi. Niệm Nhai cười nói, huynh là ca ca của Tiểu Thanh thì cũng là người quen, cho nên không cần phải khách sáo như thế. Hai người đi theo ta. Nói xong, nàng ta dẫn hai người đi về phía hồn cung. Sau khi tiến vào hồn cung, Diệp Huyên phát hiện nơi này có vẻ rất kỳ lạ, xung quanh không một bóng người. Nhưng sau khi đi vào hồn điện, hắn lại phát hiện trong hồn điện có hơn 10.000 truyền tống trận lớn nhỏ. Trong mắt Diệp Huyên lộ vẻ ngạc nhiên. Niệm Nhai cười nói, những truyền tống trận này nối với các hồn giới, mà nơi này chính là tổng bộ của thần hồn điện. Diệp Huyên hơi tò mò, thần hồn điện. Niệm Nhai giải thích, là một thế lực tông môn cổ xưa, huynh chưa từng nghe nói đến cũng là chuyện bình thường. Dứt lời, nàng ta đi vào một truyền tống trận, sau đó nói, đến đây, ta dẫn huynh đến một chỗ đặc biệt, ở nơi đó, linh hồn của huynh sẽ trở nên mạnh mẽ một cách tối đa. Cô gái váy trắng cười nói, sẽ không làm phiền đến cô chứ. Niệm Nhai liếc cô gái, phiền cái gì mà phiền, đừng nói mấy lời xa cách như thế. Cô gái cười khẽ, sau đó dẫn Diệp Huyên đi vào truyền tống trận, một khắc sau, ba người cùng biến mất. Trong truyền tống trận, Niệm Nhai quan sát Diệp Huyên, sau đó dùng huyền khí truyền âm cho cô gái váy trắng, Tiểu Thanh, ca ca của cô là người thiên mệnh à? Cô gái cười đáp, đúng thế. Niệm Nhai khẽ mỉm cười, trông cũng đẹp trai đó chứ, cô có thiếu chị dâu không? Để ta làm chị dâu của cô đi, hì hì, chị dâu. Thanh Nhi lắc đầu cười. Nhưng Niệm Nhai lại quan sát Diệp Huyên lần nữa rồi nghiêm túc nói, ca ca của cô là kiếm tu đấy, cũng giống cô. Cô gái váy trắng cười, nếu cô mà làm chị dâu ta thì sẽ bị đánh chết đấy. Niệm Nhai lườm cô gái váy trắng, không phải chứ, ta làm chị dâu cô còn đánh chết ta. Cô gái váy trắng bảo, không phải ta, là người khác. Niệm Nhai cười, ngoài cô ra, chắc trên đời chẳng còn ai có thể đánh chết được ta nữa. Cô gái váy trắng chỉ cười, không nói thêm nữa. Một lúc sau, ba người ra khỏi truyền tống trận, đến một thế giới tối tăm u ám. Vừa tới thế giới này, Diệp Huyên đã cảm nhận được vô số sức mạnh linh hồn bí ẩn. Niệm Nhai nhìn Diệp Huyên cười giải thích, đây là thần hồn giới, là thế giới trung tâm của thần hồn điện ta, vô cùng thích hợp để tu luyện thần hồn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, phải công nhận rằng sức mạnh linh hồn ở nơi này đúng là kinh khủng. Niệm Nhai dẫn Diệp Huyên tới dưới một cây cổ thụ, toàn thân cây cổ thụ này đen kịt tựa như than đá, rất kỳ quái.
Niệm Nhai nói, đây là cây thần hồn, là bảo vật của thần hồn điện ta, huynh xuất linh hồn ra rồi tu luyện dưới gốc cây này sẽ được thành tựu gấp đôi đấy. Nói rồi nàng ta chỉ tay, một luồng sáng đen đột nhiên bay vào giữa hai hàng chân mày của Diệp Huyên vèo. Người Diệp Huyên run lên dữ dội, vô số thông tin truyền vào đầu hắn. Niệm Nhai nói, đây là thiên hồn pháp, là phương pháp tu luyện cao cấp nhất của thần hồn điện tai, huynh cứ tu luyện dựa theo phương pháp này đi. Diệp Huyên gật đầu rồi khoanh chân ngồi xuống, hai tay kết ấn, bắt đầu tu luyện. Lúc này, Niệm Nhai đột nhiên vung tay về phía cây thần hồn đó. Ầm. Cây thần hồn rung chuyển dữ dội, sau đó vô số sức mạnh thần hồn trút xuống như mưa, ào vào người Diệp Huyên. Giờ khắc này, Diệp Huyên cảm thấy linh hồn mình giống như cũng sắp nổ tung. Niệm Nhai bảo, đừng sợ, ta đang nâng cao giới hạn của linh hồn huynh. Nghe vậy, Diệp Huyên mới bình tĩnh lại. Cứ thế, không biết qua bao lâu, Diệp Huyên dần dần quen với sự đau đớn này. Nhìn thấy cảnh này, Niệm Nhai khẽ cười, thần hồn của hắn còn mạnh hơn ta nghĩ. Đúng là trời sinh thích hợp để tu luyện thiên hồn pháp của chúng ta. Cô gái váy trắng khẽ cười nhìn Diệp Huyên, trong mắt đong đầy tình cảm dịu dàng. Niệm Nhai lại nói, huyết mạch của ca ca cô cũng rất đặc biệt. Cô gái gật đầu, huyết mạch phong ma. Niệm Nhai nháy mắt, trong huyết mạch này có chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ, nếu song tu cùng hắn, chắc chắn sẽ thoải mái chết mất. Cô gái váy trắng. Niệm Nhai nghiêm mặt cam đoan, cô yên tâm, ta sẽ không ép buộc đâu. Cô gái lắc đầu cười. Nàng ta biết tính người phụ nữ này, rất thích đùa, cũng chính vì vậy hai người mới chơi được với nhau. Dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Huyên tu luyện thiên hồn pháp, thần hồn càng lúc càng mạnh. Mà lúc này, thời không phía xa đột nhiên tách ra, sau đó một người đàn ông chậm rãi đi ra. Nhìn thấy người đàn ông, Niệm Nhai chau mày. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên dưới cây cổ thụ, nét mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Gã nhìn Niệm Nhai, người dám để cho người ngoài tu luyện dưới cây thần hồn, còn để hắn tu luyện thiên hồn pháp của thần hồn điện chúng ta nữa. Niệm Nhai nhàn nhạt nói, rồi sao? Không được à? Gã đàn ông cười lạnh, muội muội của ta, bây giờ ngươi vẫn chưa phải điện chủ. Niệm Nhai cười, chuyện sớm muộn thôi. Biết vì sao không? Vì ngươi vô dụng quá đó. Nếu ngươi có năng lực một chút thì mấy lão già đó cũng không chọn ta làm điện chủ đời tiếp theo. Nghe vậy người đàn ông giận tím mặt, ngươi. Niệm Nhai nhướng mày, đấu đơn không? Không phục thì đấu đơn với ta. Lên đài sinh tử đấu, ngươi dám không? Nghe vậy, vẻ mặt người đàn ông chợt trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì gã không dám. Niệm Nhai đột nhiên tiến lên tung một chưởng. Bốp! Người đàn ông còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài, cuối cùng nặng nề đáp xuống mặt đất cách đó không xa. Mà sau khi đáp xuống, Niệm Nhai lại tiến lên cho gã một đạp. Bù! Người đàn ông thoáng chốc bay ra cả mấy vạn trượng. Ngay khi Niệm Nhai định tấn công tiếp thì một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt nàng ta, ông lão hơi cúi đầu, điện hạ. Niệm Nhai nhìn ông ta, khẽ nói, sao, người định ra tay với ta à? Ông lão áo đen cười khổ, sao thần dám? Niệm Nhai giơ tay lên tung quyền. Ầm! Ông lão áo đen trong nháy mắt bị một luồng sức mạnh linh hồn đáng sợ đánh bay. Niệm Nhai lạnh lùng nhìn ông ta đang bay đi, không dám mà còn chắn ở trước mặt ta, người nghĩ mình là ai? Xa xa, ông lão áo đen vội vàng quỳ xuống đất, không dám nói gì. Niệm Nhai chậm rãi đi tới trước mặt người đàn ông kia, trong mắt gã lộ rõ vẻ sợ hãi. Mặt Niệm Nhai không đổi sắc, có phải cho rằng ta không dám giết ngươi không? Người đàn ông do dự rồi bảo, thần hồn điện nghiêm cấm huynh đệ tương tàn. Trong mắt Niệm Nhai hiện lên sát khí, ta giết ngươi, phụ thân có trừng phạt ta không? Chắc chắn là có, nhưng nếu ông ta dám phạt ta thì ta nhất định sẽ phản ông ta. Đến lúc đó thần hồn điện sẽ chia năm xẻ bảy. Người đàn ông. Niệm Nhai lại nói, ai bảo ngươi tới đây tìm ta? Không đúng, nên nói là ai nói cho ngươi biết ta dẫn người tới đây tu luyện. Gã đàn ông không dám nói. Niệm Nhai giẫm lên ngực người đàn ông, gã lập tức phun ra một ngụm máu. Niệm Nhai trừng mắt nhìn gã, ta đếm đến ba, nếu ngươi không nói thì ta giẫm vỡ đầu ngươi. Người nọ đáp vội, là đại trưởng lão. Đại trưởng lão.
Đại trưởng lão. Niệm Nhai hơi hít mắt, đột nhiên quay người tung ra một quyền, cút ra đây. Bùm. Thời không trên trời nơi xa xôi đột nhiên nổ tung, ngay sau đó một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt Niệm Nhai. Nhìn thấy Niệm Nhai, ông lão áo đen vẫn bình tĩnh, điện hạ, dựa theo quy định của tộc, người không thể đưa người ngoài đến tu luyện dưới cây thần hồn, cũng không được truyền cho hắn tâm pháp chí cao vô thượng của thần hồn điện, người đã vi phạm quy định. Niệm Nhai cười đáp trả, quy định của tộc, ông già, người vẫn định dùng quy định để áp chế ta đấy à? Ông lão áo đen bình tĩnh nói, điện hạ, người hãy nhớ bây giờ người vẫn chưa phải điện chủ. Niệm Nhai cười, ta để hắn tu luyện rồi đấy, người định làm gì? Ta nói cho người biết, ta không chỉ cho hắn tu luyện tâm pháp của thần hồn điện mà còn mở đại trận thần hồn, nuôi dưỡng hồn phách của hắn đấy. Ông lão áo đen nhìn chằm chằm Niệm Nhai, hắn chỉ là người ngoài thôi. Niệm Nhai cười, chẳng phải các ngươi vẫn luôn muốn hạ bệ ta sao? Bây giờ ta cho các ngươi cơ hội đấy. Đúng, ta đã vi phạm quy định, đại trưởng lão, ngươi có thể triệu tập tất cả các trưởng lão đến để phán xét ta. Ông lão áo đen nhìn Niệm Nhai chăm chú, ngươi thấy mình có thích hợp làm điện chủ không? Niệm Nhai cười, ta lười phải nói nhảm với loại ngu xuẩn như ngươi. Đánh ngươi trước đã rồi nói sau. Nói xong nàng ta biến mất tại chỗ. Nơi xa, ông lão áo đen hơi híp mắt, tay phải nắm chặt, trong giây lát, một vòng xoáy linh hồn màu đen cực lớn xuất hiện trước mặt ông ta. Rất nhanh, trận đại chiến đã bắt đầu. Thế nhưng ông lão áo đen đã bị đánh liên tiếp không thể đánh trả. Phía dưới, sắc mặt người đàn ông đang nằm dưới đất vô cùng khó coi. Người phụ nữ này đúng là càng ngày càng không ai quản nổi. Nhưng không có cách nào, cả thần hồn điện chẳng ai có thể đánh bại được nàng ta. Bao gồm của đại trưởng lão và điện chủ. Một lúc sau, đại trưởng lão bị đánh liên tiếp lùi lại. Rất nhanh, xung quanh càng lúc càng xuất hiện nhiều cường giả của thần hồn điện, mọi người bắt đầu can ngăn. Cuối cùng Niệm Nhai dừng lại, còn đại trưởng lão kia thì đã bị thương nặng. Mọi người khiếp sợ nhìn nàng ta. Người phụ nữ này nổi điên lên thực sự là coi trời bằng vung. Niệm Nhai phủi tay, chỉ vào đại trưởng lão, ông già, đừng tưởng ta không biết ngươi có ý đồ gì. Ngươi muốn ca ca vô dụng của ta làm điện chủ, sau đó ngươi và đám trưởng lão có thể khống chế hắn, một mình nắm quyền, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có mơ. Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Niệm Nhai, chư vị, các vị thấy chưa? Người này còn chưa làm điện chủ mà đã hung hăng càn quấy thế này, nếu nàng ta thật sự trở thành điện chủ thì chúng ta sẽ không được sống yên ổn đâu. Mọi người nhìn Niệm Nhai, chỉ dám giận chứ không dám nói. Niệm Nhai mặc kệ ánh nhìn của mọi người, nàng ta không cần nhẫn nhịn, cũng không cần lấy lòng những kẻ không phục tùng mình. Ở bất cứ đâu, thứ người cần là thực lực chứ không phải đi lấy lòng người khác. Lúc này, đại trưởng lão đột nhiên chỉ vào Diệp Huyên đang ngồi khoanh chân dưới cây cổ thụ xa xa, giết hắn. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Cô gái váy trắng ở nơi xa vẫn luôn im lặng bỗng nhiên nhíu mày. Nàng vẫn luôn giữ im lặng bởi đây là chuyện nội bộ trong gia tộc Niệm Nhai, nàng tôn trọng nàng ta nên không ra tay. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác. Đại trưởng lão tức giận chỉ vào Diệp Huyên, người này không phải người của thần hồn điện ta, hắn tu luyện tâm pháp của thần hồn điện, dùng cây thần hồn của thần hồn điện, phải chết. Ông ta đang tạo ra mâu thuẫn lớn hơn. Ông ta biết nếu người của thần hồn điện ra tay với Diệp Huyên thì chắc chắn Niệm Nhai sẽ ngăn cản, mà đến lúc đó, một khi Niệm Nhai ra tay với người tộc mình vì người ngoài thì người của cả thần hồn điện đều sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta. Nghe đại trưởng lão nói như vậy, Niệm Nhai bình tĩnh lại, bước sang một bên rồi ngồi xuống, nói, ngươi làm đi. Ta không quan tâm, đại trưởng lão nhìn chằm chằm Niệm Nhai, ra tay. Nghe đại trưởng lão nói như vậy nhưng không một ai ra tay. Đại trưởng lão quay đầu nhìn mấy người bên cạnh, cả giận nói, ra tay. Những người kia đều cúi đầu, làm bộ không nghe thấy. Chết tiệt! Mấy người này đều đang thầm chửi. Sao ngươi không tự đi mà ra tay? Rõ ràng là muốn bọn này đi chết thay, kéo theo thù hận mà. Tuy chúng ta đều là người của ông. Nhưng ông không thể bắt chúng ta tự tìm cái chết một cách lãng xẹt như vậy chứ. Thấy mấy người không nhúc nhích, đại trưởng lão nổi đoá, lên đi. Có lão phu bảo vệ, các ngươi còn sợ cái gì?
Mấy người vẫn không nhúc nhích. Một người trong số đó bỗng lên tiếng, vì sao ông không tự lên? Đại trưởng lão tức điên, ngươi nói gì? Hả, ngươi nói gì? Người nọ cũng không sợ nữa mà vạch mặt ông ta, con mẹ nó. Ông cũng không đánh lại điện hạ, lại còn bảo là ông bảo vệ cái con khỉ. Ông giỏi thì ông tự ra tay đi. Đại trưởng lão tức không chịu nổi, được, được, được lắm, lão phu tự ra tay. Nói xong ông ta lao về phía Diệp Huyên ở đằng xa. Lúc này cô gái váy trắng nhìn Niệm Nhai, nghiêm túc nói, không ngại nếu ta giết cả nhà cô chứ. Niệm Nhai, giết cả nhà. Nghe vậy, Niệm Nhai lắc đầu cười, ngại. Tuy rằng thần hồn điện có người không theo nàng ta, nhưng phần lớn đều là người của nàng ta. Thấy Niệm Nhai nói vậy, cô gái váy trắng nhún vai sau đó giơ tay lên, kiếm trong tay bay ra. Phụt! Kiếm quang lóe lên. Xa xa, đại trưởng lão kia vọt tới trước Diệp Thiếu nhưng một thanh kiếm đã đâm vào giữa hai hàng lông mày của ông ta không hề báo trước. Ầm! Đại trưởng lão bị ghim ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều ngơ ra. Thế này là bị giết trong một giây đấy à? Đại trưởng lão cũng sửng sốt. Thanh kiếm đó thực sự quá nhanh, nhanh tới nỗi ông ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ghim tại chỗ. Cô gái váy trắng chậm chậm bước đến bên cạnh Diệp Huyên, nhìn đại trưởng lão trước mặt, còn gì muốn nói nữa không? Đại trưởng lão vừa định lên tiếng thì cô gái đã lắc đầu, không nói gì thì hơn. Nói xong nàng ta vung tay lên. Bùm! Đại trưởng lão biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người! Niệm Nhai nhìn cô gái váy trắng thật sâu, tuy hai người là bạn bè, nàng ta cũng biết cô gái váy trắng rất mạnh, nhưng vẫn luôn không rõ rốt cuộc là mạnh tới mức nào. Cho đến giờ phút này nàng ta cũng không biết. Bởi vì cô gái váy trắng giết chỉ trong một giây. Hơn nữa nàng ta cũng không biết nhát kiếm vừa rồi cô gái váy trắng đã phát huy bao nhiêu năng lực. Một phần lực và chín phần lớn là sự khác biệt rất lớn. Cô gái váy trắng nhìn mọi người rồi bảo, đừng làm phiền ca ca ta. Tất cả nhìn cô gái váy trắng, trong mắt là vẻ dè chừng. Niệm Nhai liếc nhìn cường giả của thần hồn điện đang có mặt, bây giờ các ngươi nghe ai? Mọi người nhìn nhau sau đó đồng loạt quỳ một gối trước Niệm Nhai, điện hạ. Đại trưởng lão đã chết, bây giờ trong thần hồn điện còn ai có thể chống lại vị điện hạ này nữa? Không còn ai. Niệm Nhai xua tay, lui cả đi. Mọi người nhanh chóng quay người lui ra ngoài. Nàng ta không chém tận giết tuyệt, bởi vì bây giờ đã không cần thiết nữa. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên cười bảo, chúng ta coi như hòa rồi nhé. Niệm Nhai cười, đúng thế. Hai người phụ nữ thông minh nhìn nhau và mỉm cười. Niệm Nhai dẫn Diệp Huyên đến đây tu luyện, hiển nhiên nàng ta biết hành động này sẽ khiến đại trưởng lão bất mãn, chắc chắn ông ta sẽ gây sự với nàng ta và Diệp Huyên. Mà nàng ta nhân cơ hội này mượn tay cô gái váy trắng để tiêu diệt đại trưởng lão. Đôi bên cùng có lợi. Lúc này Niệm Nhai xòe tay, trong lòng bàn tay nàng ta xuất hiện một tòa tiểu tháp cổ, nàng ta thầm niệm chú. Tiểu tháp cổ chậm chậm bay lên đỉnh đầu Diệp Huyên, giây tiếp theo một trận pháp cổ từ từ xuất hiện, vô số sức mạnh linh hồn thần bí không ngừng tuôn ra từ trận pháp, cuối cùng tiến vào cơ thể Diệp Huyên. Ầm. Cơ thể Diệp Huyên run lên kịch liệt. Phải nói rằng Niệm Nhai rất hào phóng. Đây là đại trận thần hồn, chuyên nuôi dưỡng linh hồn, cho dù là nàng ta cũng chỉ có thể mấy trăm năm mới sử dụng một lần. Mà nàng ta lại không chút do dự nhường cơ hội này cho Diệp Huyên. Có sự trợ giúp của đại trận thần hồn và cây thần hồn, sức mạnh linh hồn của Diệp Huyên tăng lên với tốc độ đáng sợ. Nhìn thấy cảnh này, cô gái váy trắng bỗng nở nụ cười, cảm ơn. Niệm Nhai nói, khách sáo quá. Nói xong nàng ta nhìn Diệp Huyên, phải công nhận rằng nàng ta cũng hơi bất ngờ. Bởi vì thực lực của Diệp Huyên rất mạnh, nhất là ở phương diện linh hồn. Cho dù ở trong thần hồn điện thì cũng thuộc cấp bậc cao nhất, mà hiện giờ dưới sự trợ giúp của thần hồn điện, linh hồn của hắn chắc chắn có thể đạt tới trình độ kinh khủng. Người thiên mệnh, không đơn giản. Niệm Nhai khẽ cười, đây thực sự là cơ hội lớn của nàng ta. Có thể khiến hai huynh muội nhà này cùng nợ mình ân tình, đây chẳng phải cơ hội sao? Lúc này Niệm Nhai đột nhiên bảo, Tiểu Thanh, chúng ta đến nơi khác đi dạo đi.
Cô gái váy trắng lắc đầu, ta ở đây bảo vệ huynh ấy. Niệm Nhai gật đầu, được, vậy ta đi trước nhé. Cô gái cười, cô đi đi. Niệm Nhai gật đầu, quay người rời đi. Cô gái váy trắng ở lại nhìn Diệp Huyên đang ngồi xếp bằng dưới đất, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Thần hồn điện. Trong chính điện, Niệm Nhai vừa về tới đại điện thì hai ông lão và một người đàn ông trung niên đã chờ nàng ta ở đó. Người đàn ông trung niên đứng đầu là điện chủ của thần hồn điện hiện tại Khương Qua. Mà hai ông lão kia là thái thượng trưởng lão của thần hồn điện hiện tại. Niệm Nhai cười, phụ thân và hai vị thái thượng trưởng lão định xét xử ta đấy à? Khương Qua nhìn Niệm Nhai, lần này con làm rất quá đáng. Niệm Nhai cười, có gì quá đáng? Khương Qua nhìn chằm chằm nàng ta, để người ngoài giết đại trưởng lão của thần hồn điện ta, thế này chẳng phải là quá đáng sao? Niệm Nhai cười khẽ, phụ thân, cha có biết đại trưởng lão đã làm gì không? Khương Qua im lặng. Niệm Nhai nói tiếp, xem ra cha đã biết rõ. Đã biết mà cha vẫn còn dung túng cho ông ta nhằm vào ta. Vì sao, cha muốn tìm viên đá mài cho ta đấy à? Hay là muốn cân bằng thế lực nội bộ của thần hồn điện chúng ta? Khương Qua nhìn Niệm Nhai, không nói gì. Niệm Nhai cười, mọi người có biết Tiểu Thanh cô nương bạn ta là ai không? Khương Qua nhíu mày, là ai? Niệm Nhai cười, cha đừng quan tâm nàng ấy là ai, cha chỉ cần biết tất cả người trong thần hồn điện của chúng ta cộng lại cũng không phải đối thủ của nàng ấy là được. Nghe câu này, ba người phía Khương Qua đều nhíu mày. Niệm Nhai cười, mọi người biết thực lực của đại trưởng lão đấy, nhưng ông ta còn chẳng đỡ nổi một kiếm của nàng ấy. Các người cảm thấy là ta đang hù dọa các người sao? Khương Qua trầm giọng, rốt cuộc nàng ta là ai? Niệm Nhai lại nói, còn nữa, người đàn ông mà nàng ấy dẫn tới là người của thiên mệnh thế hệ này, có nhân quả rất lớn. Khương Qua im lặng. Niệm Nhai tiếp tục nói, ta để hai huynh muội họ nợ ta một mối ân tình lớn, mà đại trưởng lão lại vì thù riêng mà suýt chút nữa phá mất ân tình này. Ông ta không đáng chết sao? Khương Qua nhìn Niệm Nhai, không nói gì. Niệm Nhai cười bảo, phụ thân. Nếu cha không muốn ta tiếp quản thần hồn điện thì cứ nói. Cha yên tâm, ta sẽ không tham lam vị trí điện chủ thần hồn điện đâu. Nếu cha muốn cho ta thì chân thành một chút, đừng dở mấy trò bẩn thỉu trẻ con đó. Ta có năng lực dẫn dắt thần hồn điện lên một tầm cao mới, thậm chí còn có thể dẫn được thần hồn điện vào bà xa giới. Bà xa giới. Nghe vậy, sắc mặt của ba người kia đều hơi thay đổi. Nơi đó là một thế giới đặc biệt do chủ nhân Bút Đại Đạo sáng tạo ra, nghe nói thời gian lưu thể của nơi đó hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Một năm ở bà xa giới chỉ bằng một ngày ở thế giới bên ngoài. Là một thế giới rất rất đáng sợ. Nhưng cực kỳ ít thế lực có thể vào được nơi đó, bởi vì cạnh tranh quá nhiều. Rất nhiều thế lực vì tranh một suất vào mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Khương Qua trầm giọng bảo, con thật sự có thể dẫn dắt thần hồn điện của ta vào được xa bà giới sao? Niệm Nhai nói, có cơ hội rất lớn. Nghe vậy, ba người phía Khương Qua nhìn nhau, một lúc sau Khương Qua nói, đừng nói dẫn cả điện thần hồn điện vào đó, chỉ một mình con vào được thôi đã là phúc lắm rồi. Tới lúc đó con sẽ là điện chủ của thần hồn điện. Niệm Nhai cười, đến lúc đó, cha nghĩ rằng ta có còn cần nữa không? Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Ba người trong điện đều im lặng không nói. Dưới gốc cây cổ thụ, Diệp Huyên từ tốn mở mắt ra, vừa mở mắt một luồng sức mạnh linh hồn đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ cơ thể hắn. Trong nháy mắt thời không xung quanh bị sức mạnh linh hồn đáng sợ này bóp méo. Diệp Huyên hít sâu một hơi, nắm chặt tay phải, thần thức hiện ra rồi bao phủ vô số tinh vực vũ trụ. Ít nhất mạnh hơn trước gấp 10 lần. 10 lần. Diệp Huyên vô cùng phấn khích. Quá khó tin. Lúc này cô gái váy trắng đi tới trước mặt Diệp Huyên, cười hỏi cảm giác thế nào. Diệp Huyên hưng phấn đáp, cảm giác rất mạnh. Cô gái khẽ gật đầu, linh hồn của huynh đã mạnh hơn trước đây rất nhiều rồi. Diệp Huyên cười rồi dẫn cô gái váy trắng xuất hiện ở một khoảng hư không, hắn đưa tay phải về phía trước rồi nắm lại. Trong nháy mắt vô số tinh vực bị hắn gấp thành một đường thẳng. Thấy vậy, khóe miệng hắn cong lên. Bây giờ hắn chém ra một nhát, người bình thường không thể nào chống cự được.
Cô gái váy trắng nhẹ nhàng nói, là nàng ấy dạy huynh à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế. Không thể không nói, phương pháp gấp của hắn hiện tại thật sự quá biến thái. Bình thường hắn không dám dùng, bởi vung một nhát kiếm này ra là sẽ giết được tất cả ngay trong một giây. Cô gái váy trắng mỉm cười, vậy huynh có muốn học hỏi từ ta không? Diệp Huyên vội nói, đương nhiên. Cô gái cười nhẹ, ta tự sáng tạo ra một chiêu tên là kiếm kỹ vãng sinh, nhất kiếm vãng sinh. Nói rồi nàng ta chợt vung kiếm, trong nháy mắt một luồng ánh sáng trắng dài rộng mấy vạn trượng xuất hiện, trong ánh sáng trắng ấy, mọi thứ đều biến mất toàn bộ. Nét mặt Diệp Huyên trở nên nặng nề. Bởi vì hắn phát hiện không chỉ thời không này biến mất, mà đến siêu thời không cũng biến mất. Ngoài ra, hắn còn thấy một vài vật chất bí ẩn cũng biến mất. Cô gái cười bảo, đó là thời không ám giới, thuộc về mặt tối của siêu thời không, người bình thường không thể tiếp xúc được. Đây cũng là thứ sau này huynh phải tiếp xúc, thời không ám giới này có sức mạnh ám giới cực kỳ đáng sợ, không phải thứ mà người có thời không và siêu thời không có thể chống lại. Đương nhiên cũng không phải thứ mà hiện giờ huynh có thể khống chế. Thời không ám giới. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta học kiếm kỹ này của muội thì đến sức mạnh ám giới của thời không ám giới cũng có thể tiêu diệt được à? Cô gái váy trắng gật đầu, đúng thế. Kiếm kỹ vãng sinh này của ta ngoài thời không hư chân thì những thời không khác đều không thể chống lại. Diệp Huyên nhíu mày, thời không của thế giới hư chân. Cô gái gật đầu, kiếm kỹ này không thể phá được thời không của thế giới hư chân. Diệp Huyên im lặng một lát rồi quyết định, bây giờ ta sẽ học. Cô gái váy trắng cười, được, nói xong nàng ta chỉ tay về đầu mày của Diệp Huyên. Cơ thể Diệp Huyên run lên kịch liệt, vô số thông tin truyền vào đầu hắn. Một lúc sau, Diệp Huyên ngồi khoanh chân dưới đất, hai mắt nhắm lại, rất nhanh trên người hắn xuất hiện một sức mạnh thần bí. Vãng sinh chi lực. Bây giờ hắn đang tu luyện vãng sinh chi lực. Nhất kiếm vãng sinh. Diệp Huyên rất có hứng thú với nhất kiếm vãng sinh của thanh nhi váy trắng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên đang ngồi khoanh chân trên mặt đất chậm rãi mở mắt ra, thanh nhi váy trắng cười hỏi cảm giác thế nào. Diệp Huyên xòe tay ra, kiếm thanh huyên xuất hiện trong tay hắn, hắn sử dụng tâm pháp, truyền vãng sinh chi lực vào kiếm thanh huyên, rất nhanh, kiếm thanh huyên đã khẽ rung lên. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên mỉm cười thật tươi. May mà đây là kiếm thanh huyên. Hắn phát hiện vãng sinh chi lực này vô cùng đáng sợ. Nếu không phải kiếm thanh huyên mà là kiếm khác thì không thể chịu nổi sức mạnh đặc biệt này. Bây giờ hắn đang có hai kiếm kỹ đặc biệt. Phương pháp gấp và kiếm kỹ vãng sinh. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Huyên chợt hỏi, Thanh Nhi, lúc trước muội nói tới thời không ám giới, vậy nó là thời không như thế nào? Thanh Nhi váy trắng cười bảo, mặt tối của siêu thời không, một thời không của một vật chất tối thuần túy, vật chất tối trong đó cực kỳ đáng sợ. Người bình thường không thể vào được, mà trên thế giới này cũng rất ít người có thể tiếp xúc được tới thời không đó, thông thường có thể tiếp xúc được với siêu thời không thôi đã là rất lợi hại rồi. Diệp Huyên chớp mắt hỏi, muội có thể dẫn ta đi xem được không? Thanh Nhi váy trắng gật đầu, đương nhiên. Nói xong nàng ta giơ tay chém ra một nhát. Phập! Thời không như một tấm vải, trong nháy mắt bị chém rách. Thanh Nhi váy trắng kéo tay Diệp Huyên đi vào trong, vừa bước vào Diệp Huyên đã thấy thế giới trước mặt quay cuồng, đất trời như đảo lộn, không lâu sau hắn phát hiện mình đã vào siêu thời không, nhưng còn chưa dừng lại thời không xung quanh đã nhanh chóng bay qua như chớp giật. Ngay sau đó, Diệp Huyên bỗng thấy xung quanh trở nên yên tĩnh. Hắn chậm chậm mở mắt ra, lúc này hắn và Thanh Nhi váy trắng đã xuất hiện tại một thế giới tối tăm, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Yên lặng tuyệt đối. Diệp Huyên phát hiện mình đang được một luồng kiếm quang bảo vệ. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười, đây là thời không ám giới, là một thời không đặc biệt. Diệp Huyên cảm nhận xung quanh, rất nhanh vẻ mặt hắn đã trở nên nặng nề chưa từng thấy. Thời không này tràn ngập năng lượng vật chất tối, những năng lượng này cực kỳ đáng sợ, nếu không có luồng kiếm quang này bảo vệ thì có lẽ hắn đã chết rồi. Như Thanh Nhi nói thực lực của hắn bây giờ không thể kiểm soát được năng lượng này. Diệp Huyên thầm thở dài. Hắn cảm thấy thực lực của mình đã được coi là đáng sợ lắm rồi. Dù là phương pháp gấp hay kiếm kỹ vãng sinh thì uy lực của nó cũng đều rất đáng sợ,
nhưng trực giác nói cho hắn biết chúng vẫn không thể làm gì được thời không ám giới của nơi này. Nếu có thể gấp thời không ám giới. Nghĩ đến đây, Diệp Huyên cũng sợ hết hồn. Nếu có thể gấp được thời không ám giới thì uy lực sẽ đáng sợ đến mức nào? Đáng tiếc, hắn tạm thời chỉ có thể nghĩ chứ không thể thực hiện. Năng lượng chứa trong vật chất tối quá cường đại, đừng nói là gấp, cho dù kiểm soát cũng khó, cho dù hiện giờ thần hồn của hắn đã mạnh hơn rất nhiều thì cũng không làm được. Diệp Huyên cười bảo, chúng ta đi thôi. Thanh Nhi váy trắng gật đầu, đang định đưa Diệp Huyên đi thì lúc này hắn lại nói, kiếm kỹ vãng sinh có thể phá được thời không nơi đây không? Thanh Nhi váy trắng cười khẽ, huynh thử xem. Diệp Huyên gật đầu, có kiếm khí của Thanh Nhi bảo vệ, hắn cũng không sợ nơi này lắm. Diệp Huyên vung kiếm, một luồng kiếm quang màu trắng đột nhiên dao động, trong nháy mắt, Diệp Huyên phát hiện thời không ám giới trước mặt bắt đầu sôi trào, sau đó từ từ tiêu tán nhưng tốc độ tiêu tán cũng vô cùng chậm. Thấy cảnh này, Diệp Huyên hơi ngạc nhiên cảm thán. Đây quả là kiếm kỹ nghịch thiên. Với thực lực của hắn bây giờ chắc chắn không thể lay động được thời không ám giới này, hoàn toàn là nhờ vào kiếm kỹ vãng sinh. Dường như nghĩ tới điều gì đó, Diệp Huyên lại hỏi, Thanh Nhi, muội đã tới thế giới hư chân bao giờ chưa? Thanh Nhi cười đáp chưa? Diệp Huyên cười hỏi, có phải thời không của thế giới hư chân còn đáng sợ hơn thời không của ám giới này không? Thanh Nhi gật đầu, nơi đó rất đặc biệt. Diệp Huyên không hỏi thêm mà bảo, chúng ta đi thôi. Nói xong hai huynh muội rời khỏi nơi đây. Mà khi hai người rời đi, thời không ám giới nơi hai người vừa đứng đột nhiên méo mó, sau đó một hư ảnh xuất hiện. Hư ảnh nhìn chằm chằm phương xa, khẽ nhíu mày. Lúc này một giọng nói bất chợt vang lên, ám giới chủ, người ngoài xông vào thời không ám giới mà ngươi không ngăn cản à? Ám giới chủ ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn, ngăn cản cái con khỉ ấy. Giọng nói đó lại cất lên, tố chất. Ám giới chủ mặt không đổi sắc, theo ta được biết, thanh niên đó cũng có thể tùy ý tiến vào siêu thời không, vì sao ngươi không ngăn cản? Giọng nói kia im bặt. Người nói đó chính là siêu thời không chi chủ. Ám giới chủ mỉa mai, không dám đúng không? Siêu thời không chi chủ cười, không phải không dám, là ta nể mặt bọn họ. Người thiên mệnh tới chơi một chút, ta nể mặt cũng là điều bình thường mà đúng không? Ám giới chủ nhẹ giọng bảo, trùng hợp vậy à? Ta nghĩ giống như ngươi đấy, ta cũng thấy nên nể mặt người ta. Siêu thời không chi chủ im lặng. Ám giới chủ lại nói, ngươi có biết lai lịch của cô gái đó không? So với người thiên mệnh là Diệp Huyên, thực ra ông ta dè chừng cô gái váy trắng kia hơn. Cô gái đó khiến ông ta cảm thấy nguy hiểm. Ông ta chỉ cảm nhận được loại nguy hiểm này từ một người, đó là chủ nhân bút đại đạo. Siêu thời không chi chủ im lặng, ông ta cũng dè chừng cô gái váy trắng đó. Đối phương từ siêu thời không tiến vào thời không ám giới đơn giản như ăn cơm uống nước. Điều này quá đáng sợ. Sau khi về lại thời không thực, Niệm Nhai xuất hiện trước mặt hai người. Thanh Nhi mỉm cười, cảm ơn nhé. Niệm Nhai khẽ cười hỏi, tiếp theo hai người có kế hoạch gì? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên rồi đáp, chúng ta định đi ngao du khắp nơi. Đi ngao du? Nàng ta cũng không có quá nhiều thời gian để đi cùng Diệp Huyên. Niệm Nhai nháy mắt, không ngại có thêm một người chứ. Nghe tới đây, Diệp Huyên và Thanh Nhi đều ngẩn ra. Niệm Nhai cười bảo, chắc hai người cũng không quen thuộc vùng vũ trụ này lắm, để ta làm hướng dẫn viên cho hai người. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi cười trả lời, được. Niệm Nhai nháy mắt, ta đưa hai người tới một nơi cực kỳ đẹp, chắc chắn hai người sẽ thích. Chẳng mấy chốc ba người đã biến mất. Không lâu sau, ba người tới một tinh không, vừa vào vùng tinh không này, Diệp Huyên đã sững sờ. Tinh quang ở vùng tinh không này rất sáng, hơn nữa còn có nhiều màu sắc, vô cùng lộng lẫy, ngoài ra, trong tinh không này còn có gần trăm cây cổ thụ cao chót vót. Trên cành của những cây cổ thụ này có những con hạc giấy nho nhỏ. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thế này nên Diệp Huyên hơi tò mò, Niệm Nhai cô nương, nơi đây là đâu? Niệm Nhai cười nói, biển tinh không, nơi này do một cô gái kiến tạo, nhìn thấy những cây cổ thụ kia không? Đó là cây thần tinh thần, người viết nguyện vọng của mình rồi bỏ vào hạc điều ước rồi treo lên cây, nghe đồn chỉ cần ngươi thành tâm thì sẽ thực hiện được ước nguyện.
Diệp Huyên nhìn xung quanh, thật ra người xung quanh không hề ít, nhưng đa phần đều là một nam một nữ. Đây là nơi hẹn hò của các cặp đôi. Thanh Nhi váy trắng nhìn xung quanh, cười nói, đúng là nơi này rất đẹp. Niệm Nhai nhìn Thanh Nhi và Diệp Huyên, có muốn ước không? Ước. Diệp Huyên lắc đầu cười. Nói thật thì hắn không thích lắm, nhưng thôi, hắn cũng không cần phải quá nghiêm túc. Vui là chính. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi cười hỏi, vậy chúng ta ước nhé. Thanh Nhi gật đầu, được. Hai huynh muội bước sang một bên, nhặt một tờ giấy lên rồi bắt đầu viết. Một lúc sau, Diệp Huyên gấp giấy thành con hạc, xòe tay ra, con hạc giấy từ từ bay lên cành cây của cây cổ thụ tinh thần. Hắn dùng chút thủ đoạn, giấu một luồng kiếm quang vào trong hạc giấy. Đương nhiên là để ngăn không cho người khác đọc trộm. Lúc này Thanh Nhi cũng gấp giấy trong tay thành hình con hạc, nàng xòe tay con hạc chậm chậm bay lên, cuối cùng vững vững đáp xuống bên cạnh hạc giấy của Diệp Huyên. Diệp Huyên cười hỏi, Thanh Nhi, muội ước gì thế? Thanh Nhi đáp, bí mật. Bí mật. Diệp Huyên lắc đầu cười. Thanh Nhi đột nhiên hỏi, huynh thì sao? Diệp Huyên cũng nghiêm túc nói, bí mật. Thanh Nhi cười dịu dàng, không nói gì nữa. Lúc này Niệm Nhai đi tới, chỉ vào một ông lão đang ngồi phía xa, có muốn xem bói không? Xem bói. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão, ông ta mặc áo gai, mái tóc bạc trắng, phía trước có đặt một mảnh vải, trên đó viết, đại đạo ngũ thập, thiên hành tứ cửu, nhân độn kỳ nhất. Lúc này đã có rất nhiều người vây quanh ông lão để ông ta xem bói giúp cho. Thanh Nhi nhìn ông lão, không nói gì. Niệm Nhai mỉm cười, Diệp công tử có muốn thử không? Diệp Huyên cười, để ông ta xem cho ta đi. Nói thật ta cũng rất muốn biết số phận của ta sau này thế nào. Nói xong hắn đưa Thanh Nhi và Niệm Nhai tới chỗ ông lão, lúc này ông ta đang xem cho một cô gái. Ông lão nhìn lòng bàn tay của cô gái rồi khẽ nói, chúc mừng cô nương. Cô gái ngẩn ra rồi hỏi, chúc mừng ta điều gì? Ông lão nhìn cô gái, cô có tin vui rồi. Nghe vậy, khuôn mặt cô gái thoáng chốc đỏ lựng, nàng quay đầu lườm người đàn ông bên cạnh. Người đàn ông cũng hơi ngượng ngùng. Lúc này ông lão lại nói, nhưng vận mệnh của hai người gập ghềnh, sẽ không có kết cục tốt đâu. Mọi người đều sững sờ. Cô gái do dự một lát rồi hỏi, cụ thể như thế nào ạ? Ông lão nhẹ nhàng nói, gia đình hai bên đều phản đối hai người đến với nhau đúng không? Cô gái gật đầu, vẻ mặt buồn bã, đúng thế. Thật ra thế gia của nàng và người đàn ông này là kẻ thù, lần này họ tới đây cũng là lén tới. Ông lão lại nói, nếu hai người không muốn bi kịch thì lập tức chia tay, cắt đứt mọi tình duyên thì còn có thể sống, nếu không kết cục của cả hai sẽ rất thảm, hơn nữa còn liên lụy cả tới người thân. Nghe điều này, khuôn mặt cô gái chợt trở nên tái nhợt. Nét mặt của người đàn ông cũng hơi khó coi. Ông lão xua tay, đi đi. Cô gái bỗng chậm chậm quỳ xuống trước mặt ông lão, tiền bối, có cách nào cứu vãn không? Người đàn ông cũng nhanh chóng quỳ xuống. Ông lão im lặng một lát rồi bảo, lúc trước không có nhưng bây giờ thì có rồi. Cô gái vui mừng khôn xiết, có gì vậy ạ? Ông lão bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên phía xa, để vị công tử này chủ trì hôn lễ cho hai người, nếu cậu ấy đồng ý thì kết cục của hai người sẽ đảo ngược. Công tử. Nghe vậy, đôi nam nữ lập tức nhìn về phía Diệp Huyên, trong mắt hai người là vẻ ngờ vực và lưỡng lự. Diệp Huyên nhìn ông lão trước mặt, cười hỏi, các hạ biết ta? Ông lão bình tĩnh đáp, không biết. Diệp Huyên cười khẽ, không biết ta thì sao ông lại nói ta có thể cứu được họ? Ông lão nhìn Diệp Huyên, công tử là người thiên mệnh đời này, thay đổi số mệnh của hai người kia chẳng phải dễ như ăn kẹo sao? Đương nhiên cũng phải xem công tử có đồng ý hay không nữa. Diệp Huyên chậm rãi đi tới trước mặt ông lão cười bảo, ta cũng tới để xem bói. Ông lão cười tủm tỉm, Diệp công tử, cậu còn cần phải xem bói à? Trên đời này có ai được tốt số như cậu? Diệp Huyên cười nói, ông biết ta. Ông lão lắc đầu, không biết. Nói xong ông ta đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng cô gái lúc trước lại vội vàng cầu xin tiền bối. Ông lão dừng bước, lắc đầu nói, cô cầu xin nhầm người rồi. Người cô nên cầu xin là vị Diệp công tử này. Cô gái quay đầu nhìn Diệp Huyên,
do dự một lúc rồi cất tiếng, công tử. Diệp Huyên cười, trên đời không có gì là miễn phí cả. Nếu ta giúp cô thì cô có thể cho ta cái gì? Khuôn mặt cô gái chợt trở nên khó coi. Diệp Huyên lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh cô gái, người rất thích cô nương này. Người đàn ông gật đầu ngay lập tức, đúng. Diệp Huyên cười hỏi, người sẽ vì cô nương này mà hy sinh tính mạng chứ? Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông trở nên tái nhợt. Diệp Huyên cười nói, sao, không đồng ý à? Người đàn ông trầm giọng bảo, đồng ý. Diệp Huyên khẽ gật đầu, cười bảo, đừng lo lắng, ta không cần hai người phải chứng minh cho ta điều gì. Ý của ta rất đơn giản, đó là để hai người bỏ trốn, cao chạy xa bay. Cả hai người đều sững sờ. Diệp Huyên xòe tay ra, hai tấm thẻ gỗ nhỏ chậm chậm bay tới trước mặt hai người, đây là một bài học viên của Thư viện Quan Huyên. Hai người có thể đến vũ trụ tiểu quan tu luyện, học tập ở đó, sau này khi hai người có đủ thực lực thì có thể quay về. Cô gái cười khổ, công tử à, chúng ta vẫn chẳng thể tới được vũ trụ tiểu quan gì đó. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ cho người đưa hai người đến, chỉ xem hai người có muốn hay không thôi. Người đàn ông và người phụ nữ nhìn nhau, cuối cùng cả hai đều gật đầu. Quyết định bỏ trốn. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi bên cạnh. Thanh Nhi mỉm cười phất tay áo, thời không trước mặt đột nhiên tách ra. Diệp Huyên nhìn hai người, vào đi. Hai người nhìn nhau, sau đó hành lễ thật sâu với Diệp Huyên, đa tạ công tử. Nói xong họ đi vào truyền tống trận. Lúc này ông lão xem bói ở bên cạnh bật cười, ta hơi bất ngờ đấy, cứ tưởng Diệp công tử sẽ giải quyết mối thù của hai gia tộc nhà họ, không ngờ Diệp công tử lại giúp họ bỏ trốn. Diệp Huyên nhìn ông ta, hai bên đã có mối thù gia tộc thì sao có thể dễ dàng hóa giải được. Ta không biết mối thù hận của người ta, đương nhiên sẽ không yêu cầu người ta phải buông bỏ hận thù. Còn hai người họ, nếu sau này họ có lòng, học thành tài trở về thì sẽ tự mình giải quyết hận thù ấy. Ông lão xem bói gật đầu, nghĩ rất thấu đáo. Diệp Huyên cười bảo, lão tiên sinh, ta vẫn mong ông có thể xem bói cho ta. Ông lão nhìn Diệp Huyên. Không nói gì. Diệp Huyên cười, ta khá tò mò. Ông lão xem bói im lặng một lúc rồi bảo, ta cũng rất tò mò. Nói xong ông ta đi tới trước mặt Diệp Huyên, cho ta xem tay đi. Diệp Huyên đưa tay ra, ông lão xem một lúc rồi tạo thủ ấn, miệng lẩm nhẩm niệm chú. Lúc này, con người của ông ta chợt co lại, giây tiếp theo, dưới con mắt thẳng thốt của mọi người, hai mắt của ông ta nổ tung, cả người trở nên già nua với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người có mặt đều trở nên ngơ ngác. Lúc này Thanh Nhi chợt phất tay, ông lão xem bối lảo đảo ngã xuống đất, nhưng lúc này ông ta đã trở nên già nua cùng cực, tóc trắng đầy đầu, mặt đầy nếp nhăn, trên người còn tản ra tử khí. Diệp Huyên cực kỳ khó hiểu. Niệm Nhai nhìn Diệp Huyên thật sâu, không lên tiếng. Lúc này, ông lão xem bói bật cười thê lương, không hổ là người thiên mệnh, quỹ đạo số mệnh khác với người thường. Cũng không phải số mệnh mà người bình thường có thể dễ dàng thấy được. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi chần chừ rồi cuối cùng vẫn nói, thực lực của ông ta yếu, không ngăn được phản phệ của nhân quả. Xem bói là phải gánh được nhân quả, bởi vì nó là nhìn trộm thiên cơ. Mà số mệnh của huynh không giống người khác nên ông ta phải gánh chịu nhiều hơn. Nghe vậy, Diệp Huyên khẽ nói, thì ra là vậy. Thanh Nhi cười giải thích tiếp, đừng nói là ông ta. Cho dù là chủ nhân bút đại đạo cũng không hoàn toàn xem được số mệnh của huynh, bởi vì số mệnh của huynh đã được nàng ấy và phụ thân huynh cưỡng ép can thiệp và che giấu, nói cách khác là không ai có thể dự đoán và xem được tương lai sau này của huynh cả. Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó nhìn ông lão xem bói, lão tiên sinh, ông không sao chứ? Ông lão bói toán lắc đầu, cậu nhìn ta thế này có giống như không sao không? Diệp Huyên. Mà lúc này một thanh niên đi từ phía xa tới, thấy gã, mọi người nơi đây đều biến sắc, nhất là các cô gái. Rất nhanh, mọi người chung quanh quay người rời đi, giống như nhìn thấy sát tinh vậy. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên cau mày. Lúc này, thanh niên ấy chậm chậm đi tới trước mặt ba người phía Diệp Huyên, gã nhìn Thanh Nhi rồi cười bảo, chào cô nương, tại hạ là tam công tử của bà xa giới, muốn được làm quen với cô nương. Bà ba giới. Nghe vậy. Niệm Nhai hơi sửng sốt. Lúc này Diệp Huyên đột nhiên giơ tay lên tung ra một chưởng. Bốp!
Tam công tử còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bay ra ngoài. Thấy Diệp Huyên thẳng thừng ra tay đánh Tam công tử, vẻ mặt mọi người đều trở nên kỳ quái. Ở nơi xa, vị Tam công tử kia cũng bị đánh đến ngây người. Nhưng rất nhanh gã đã hoàn hồn, gã nhìn Diệp Huyên với vẻ mặt dữ tợn, người có biết ta là ai không? Hả? Diệp Huyên nhìn ông lão xem bói, cười bảo, lão tiên sinh, ông xem giúp ta sau khi ta đánh chết vị công tử này, ta có gánh được nhân quả này không? Ông lão xem bói nhìn Tam công tử rồi lại nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, trên đời có nhân quả nào mà cậu không gánh được không? Diệp Huyên cười lớn. Nhưng lúc này Tam công tử kia lại phẫn nộ chỉ vào Diệp Huyên, người có biết mình đã động đến ai không? Diệp Huyên lắc đầu, không biết, đương nhiên là cũng không có hứng muốn biết. Tam công tử gằn giọng, giết hắn. Không, đánh hắn tàn phế cho ta muốn hắn sống. Dứt lời, hai ông lão áo đen đột nhiên lao về phía Diệp Huyên. Nhưng hai ông lão áo đen đó còn chưa tới được trước mặt Diệp Huyên thì đã bị một luồng kiếm quang diệt sạch. Tất cả mọi người đều choáng váng. Bởi vì bọn họ không nhìn thấy là ai đã ra tay. Lúc này Tam công tử cũng sững sờ. Diệp Huyên chậm rãi đi về phía Tam công tử, gã ta biến sắc nhưng vẫn rất ngoan cố, ta là vương tộc của bà xa giới, người dám đánh ta, vương tộc sẽ diệt 10 tộc của ngươi. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta không sợ. Tam công tử sửng sốt, sau đó tức giận hét, vương tộc. Là vương tộc đấy. Diệp Huyên gật đầu, ta thật sự không sợ. Tam công tử run rẩy nói, ngươi, sao ngươi có thể không sợ chứ? Đó là vương tộc kia mà, trong tộc chúng ta có cường giả đạo pháp cảnh trong truyền thuyết, ngươi biết đạo pháp cảnh không? Diệp Huyên nhìn thẳng vào Tam công tử, ta không sợ. Mặt Tam công tử tái nhợt không còn chút máu, thôi rồi. Gã gặp phải kẻ ngu rồi. Gã không sợ kẻ độc ác, cũng chẳng sợ kẻ chán sống. Chỉ sợ kẻ ngu, cái gì cũng không biết. Người thường nghe đến vương tộc hầu như đều lập tức quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng người trước mắt này lại không sợ. Lúc này Diệp Huyên chợt rút kiếm ra. Vụt! Thanh kiếm cắm thẳng vào giữa hai hàng chân mày của Tam công tử. Lúc này, trước ngực Tam công tử đột nhiên phát ra luồng ánh sáng màu xanh rực rỡ, giây tiếp theo một hư ảnh của người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Diệp Huyên, giết người của vương tộc ta, người đã suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Huyên nhìn người phụ nữ ấy, nghĩ kỹ rồi. Nói xong hắn phất tay áo, Tam công tử kia lập tức bị xóa sổ. Hoàn toàn bị tiêu diệt. Thấy cảnh này, mắt người phụ nữ xinh đẹp chợt lạnh đi, phải thừa nhận rằng ngươi rất có bản lĩnh đấy. Ngươi là người đầu tiên dám giết người của vương tộc ta. Nhưng ngươi sẽ không tưởng tượng được kết cục của ngươi sẽ thảm thế nào đâu. Diệp Huyên cười khẽ, vương tộc phải không? Ta tới tìm bà. Người phụ nữ xinh đẹp híp mắt, ta chờ ngươi. Nói xong bà ta hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi cười bảo, xem ra chúng ta phải tới bà xa giới một chuyến rồi. Thanh Nhi cười nhẹ, được. Ông lão xem bói bỗng lắc đầu, báo ứng. Diệp Huyên nhìn ông ta bật cười. Vị Tam công tử đó gây ra quá nhiều tội ác, nghênh ngang hống hách, cuối cùng báo ứng cũng giáng xuống đầu hắn. Diệp Huyên cười, lão tiên sinh có muốn tới vũ trụ tiểu quan không? Thật ra ở thư viện Quan Huyên cũng có người xem bói, chẳng hạn như Kỳ Điện Hạ, nàng là một cao thủ xem bói. Mà trình độ của ông lão xem bói này so với nàng ấy thì vẫn còn hơi kém, nhưng cũng là một người có tài. Nhưng ông lão lại lắc đầu, ta tự do quen rồi. Nói xong ông ta chắp tay, Diệp công tử, bảo trọng. Diệp Huyên gật đầu, vậy hẹn gặp lại sau. Ông lão gật đầu sau đó biến mất ở nơi xa. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi, muội có biết đường đến bà xa giới không? Thanh Nhi gật đầu, biết. Diệp Huyên sửng sốt, muội đến rồi à? Thanh Nhi cười trả lời, chưa. Nhưng vừa nãy khi người phụ nữ kia xuất hiện, ta đã cảm nhận được vị trí bản thể từ hư ảnh của bà ta. Vậy nên biết được vị trí của họ. Diệp Huyên cười, đi, đến bà xa giới đánh nhau. Ba người đi đến bà xa giới. Mà ba người đi không lâu thì một cô gái áo trắng bỗng tới dưới gốc cây, ngẩng đầu nhìn hai con hạc trên cành cây, chính là con hạc mà Diệp Huyên và Thanh Nhi để lại. Nàng ta xòe tay, hai con hạc khẽ rung lên,
giây tiếp theo một luồng kiếm quang đột nhiên chạm vào đầu mày của nàng ta. Cô gái váy trắng lập tức dừng lại. Một lúc sau, nàng ta rút tay lại, khẽ cười, xin lỗi. Trong hư không nơi nào đó, Thanh Nhi quay đầu lại nhìn, nở nụ cười nhẹ. Cô gái váy trắng dưới gốc cây khẽ nói, cô sẽ ước gì đây? Ta thật sự rất tò mò. Trên cây, hai con hạc giấy chậm rãi bay lượn, không ai biết được hai huynh muội này đã ước điều gì. Dưới gốc cây, cô gái váy trắng nhìn hai con gạc giấy, lòng vẫn rất tò mò. Nhưng nàng ta không dám động đến nữa. Luồng kiếm quang vừa rồi đã cảnh cáo nàng ta. Lúc này, ông lão xem bói kia lại bất chợt xuất hiện, ông ta hành lễ với cô gái váy trắng, tiểu thư. Cô gái váy trắng cười hỏi, cảm giác thế nào? Ông ta cười khổ. Cô gái váy trắng khẽ nói, bây giờ biết thế nào là người giỏi còn có người giỏi hơn rồi chứ? Ông lão xem bói gật đầu. Cô gái nhìn xung quanh rồi nhẹ giọng nói, cũng đến lúc nên về rồi. Ông lão do dự một lúc rồi hỏi, là vì hai huynh muội kia sao? Cô gái váy trắng gật đầu, lần này họ đến Bà Sa giới, e là nơi đó sẽ có sự thay đổi lớn. Ông lão trầm giọng, người thiên mệnh đó không nguy hiểm lắm, người nguy hiểm nhất là cô gái kiếm tu kia. Thực lực của nàng rất bí ẩn, ta hoàn toàn không thể nhìn thấu. Cô gái váy trắng cười nhẹ, vương tộc đúng là xui xẻo. Không đúng, như ông nói, tất cả đều là báo ứng. Bọn họ chẳng bao giờ kiềm chế quản thúc hành vi việc làm của Tam công tử, bây giờ báo ứng tới rồi đấy. Ông lão xem bói chần chừ rồi nói, huynh muội họ có thể diệt được vương tộc không? Cô gái váy trắng nhìn ông lão, ban đầu ta cũng rất nghi ngờ, nhưng vừa nãy ta không còn chút nghi ngờ nào nữa rồi. Đừng nói là vương tộc, đến lý tộc ta cũng chẳng ngăn nổi cô nương đó. Nghe đến đây, ông lão xem bói sửng sốt. Trong Bà Sa giới có 4 gia tộc lớn, lần lượt là Lý tộc, Vương tộc, Triệu tộc, Hàn tộc. Trong 4 gia tộc lớn thì thực lực của Triệu tộc là mạnh nhất, sau đó đến Lý tộc, mà Vương tộc là yếu nhất. Nhưng dù Vương tộc đứng cuối cùng thì ở bên ngoài cũng đã là bá chủ siêu cấp. Cô gái váy trắng ngẩng đầu nhìn hai con hạc giấy, sau đó cười bảo, xem ra không có cơ hội được biết nội dung bên trong là gì rồi. Nói xong nàng ta xoay người rời đi. Ông lão xem bói nhanh chóng đi theo. Ở một tinh không nào đó. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi bên cạnh, cười nói, Thanh Nhi, có vẻ muội không thích đánh nhau lắm. Thanh Nhi gật đầu, đúng là không thích lắm. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Thanh Nhi cười trả lời, đánh đánh giết giết cũng không hay lắm mà. Diệp Huyên im lặng. Trong số mấy Thanh Nhi thì Thanh Nhi này là tốt bụng nhất. Nếu người mà Tam công tử lúc trước trêu ghẹo là Diệp Thanh Thanh hay Thanh Nhi váy trắng thì có lẽ bây giờ Bà Sa giới đã chẳng còn. Thanh Nhi chợt gọi, ca. Diệp Huyên nhìn lại, nàng khẽ cười, ta biết huynh giết gã là vì ta, nhưng thật ra ta không giận. Diệp Huyên cười hỏi, vì sao? Thanh Nhi suy nghĩ một chút rồi đáp, ví dụ thế này nhé, huynh có vì hai con kiến mà tức giận không? Diệp Huyên im lặng. Cô nhóc này. Muội thế này mà là ví dụ à, muội đang giết người đấy chứ. Thanh Nhi cười nhẹ, ta không có ý khinh thường người khác, chỉ là hành động của họ thực sự không khiến ta giận. Đương nhiên ta cũng sẽ giết người, nhưng phải xem đối phương có quá đáng hay không. Nhưng vương tộc thì chắc chắn phải diệt. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Thanh Nhi chớp mắt, làm ta giận thì không sao, nhưng không được chọc giận huynh. Bọn chúng dám uy hiếp huynh, ta nhất định phải giết sạch bọn chúng. Diệp Huyên khẽ cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Niệm Nhai nhìn Thanh Nhi mà khẽ thở dài trong lòng. Phải công nhận rằng tính của Tiểu Thanh thật sự rất tốt, nàng ta chơi cùng Tiểu Thanh từ trước đến giờ chưa thấy Tiểu Thanh tức giận bao giờ. Nhưng nàng ta phát hiện Tiểu Thanh có một chiếc vảy ngược, đó là ca ca của nàng ấy. Tuyệt đối không thể động đến. Vương tộc xui xẻo rồi. Không lâu sau, ba người tới cửa vào Bà Sa giới. Nơi này cũng có vách ngăn vũ trụ, hơn nữa vách ngăn vũ trụ của nơi này còn cực kỳ đặc biệt, được ra chỉ bởi vô số trận pháp cổ thần bí. Diệp Huyên đang định ra tay thì Thanh Nhi lại cười bảo, để ta đi. Diệp Huyên chớp mắt, ta không phá được à? Thanh Nhi cười, được, nhưng, thôi cứ để ta làm đi. Diệp Huyên không nói nên lời.
Thanh Nhi mỉm cười rồi đi tới trước vách ngăn vũ trụ đó, giơ tay vung kiếm. Phập! Kiếm quang xẹt qua, vách ngăn vũ trụ đó lập tức bị phá vỡ. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, đi thôi. Diệp Huyên gật đầu, ba người đang định đi vào thì đúng lúc này một giọng nói giận dữ quát lên từ nơi sâu trong thông đạo vách ngăn vũ trụ, hỗn xược. Ầm! Lời vừa dứt, một luồng khí thế đáng sợ quét qua. Diệp Huyên cau mày, rất nhanh, một ông lão áo đen xuất hiện trước mặt ba người. Diệp Huyên nhìn ông ta, ông định làm gì? Ông lão áo đen tức giận nói, làm gì? Ai cho các ngươi lá gan xông vào bà xa giới hả? Có phải chán sống rồi không? Diệp Huyên nhìn ông ta rồi hỏi, ông là người của đạo môn à? Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên chằm chằm, đúng. Diệp Huyên khẽ cười một tiếng, sau đó xòe tay, đạo ấn xuất hiện trong tay hắn. Thấy đạo ấn này, con ngươi ông lão co rút ngươi. Diệp Huyên cười bảo, đưa ta đến vương tộc. Ông lão áo đen do dự một lúc rồi nói, xin hỏi các hạ là. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, ông cứ nghe lệnh ta là được rồi. Ông lão vội đáp, vâng vâng. Nói xong ông ta mau chóng cúi xuống. Diệp Huyên nói, dẫn đường đi. Ông lão áo đen lại nhanh chóng dẫn đường. Trên đường đi, Diệp Huyên lại hỏi, thực lực của đạo môn ở bà xa giới này thế nào? Ông lão áo đen khẽ cười, cũng gần giống như bốn gia tộc lớn, nhưng chúng ta khá là siêu nhiên, thông thường sẽ không quản lý chuyện của bốn gia tộc đó. Diệp Huyên gật đầu, bà xa giới do đạo môn quản lý à? Ông lão đáp, nói đúng ra là do bốn gia tộc lớn và đạo môn của chúng ta cùng nhau quản lý. Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen, đạo môn không áp chế được bốn gia tộc lớn à? Ông ta cười ngượng, không nói gì nữa. Áp chế bốn gia tộc lớn. Bây giờ chắc chắn đạo môn không làm được. Nhưng năm xưa thì thực sự làm được. Ông ta do dự một lúc rồi hỏi, công tử, cậu đến vương tộc làm gì vậy? Diệp Huyên bình thản nói, vương tộc muốn giết ta, vậy nên ta đi tìm họ nói chuyện. Ông lão áo đen sửng sốt rồi vội nói, công tử, đạo chủ của chúng ta quen biết vương tộc, ta đi nói với đạo chủ một tiếng, bảo đạo chủ cầu xin vương tộc giúp cậu. Diệp Huyên liếc mắt nhìn ông ta, cầu xin. Ông lão áo đen nói, đúng vậy, chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, chúng ta cầu xin thì chắc chắn vương tộc sẽ nể mặt. Diệp Huyên cười rồi không nói gì thêm nữa. Ông lão áo đen bảo, công tử, bây giờ ta sẽ đi báo cáo với đạo chủ. Diệp Huyên cười, không cần đâu. Ông lão ngẩn người, còn định nói gì đó nữa thì Diệp Huyên cười bảo, đến thẳng vương tộc luôn đi. Ông lão áo đen muốn nói lại thôi. Diệp Huyên không để ý tới ông ta mà bảo, dẫn chúng ta đến đó đi. Ông ta vẫn hơi do dự. Diệp Huyên thầm thở dài. Có lẽ đạo ấn này vẫn không có tác dụng lớn lắm, chủ nhân bút đại đạo không ở đạo môn mấy. Chắc chắn người của đạo môn đã không còn tôn kính ông ta như trước đây nữa. Thật là đau đầu. Ông lão áo đen còn muốn nói gì đó nữa, nhưng lúc này Thanh Nhi ở bên cạnh lại bảo, ta biết ở đâu rồi. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, nàng ấy cười, chúng ta đi thôi. Nói xong nàng ấy dẫn Diệp Huyên và Niệm Nhai biến mất ở cuối trời. Ông lão áo đen chần chừ một chút rồi quay người bay về hướng khác. Vương tộc. Ba người nhóm Thanh Nhi tới vương tộc, vừa vào đã bị hơn chục luồng khí thế khóa chặt. Lúc này, một ông lão xuất hiện trước mặt ba người. Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Huyên, dám xông vào vương tộc ta, các ngươi. Diệp Huyên vung kiếm lên. Phập! Kiếm quang lóe lên, ông lão bị một nhát kiếm này chém lui cả mấy chục vạn trượng. Thời không của vương tộc lập tức xuất hiện một đường cắt thật lớn, dài mấy chục vạn trượng. Cả vương tộc đều sững sờ. Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện trước mặt ba người phía Diệp Huyên. Nhìn thấy bà ta, Diệp Huyên cười lên tiếng, nhanh như vậy chúng ta đã lại gặp nhau rồi. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn hắn, ngươi có gan đấy, thật sự dám tới vương tộc của ta. Diệp Huyên cười, chúng ta tới để tính sổ. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn Thanh Nhi, chắc nàng là chỗ dựa của ngươi đúng không? Diệp Huyên nghiêm mặt, thật ra ta cũng đánh nhau giỏi lắm đấy. Người phụ nữ xinh đẹp quan sát hắn rồi cười nhẹ, phải nói rằng ta rất khâm phục sự dũng cảm của ngươi, dám đích thân tới vương tộc của ta.
Nói xong bà ta chỉ vào Thanh Nhi, ta muốn ngươi tận mắt nhìn xem chỗ dựa của ngươi có thể cứu được ngươi không. Bà ta đang định ra tay thì lúc này một giọng nói đột nhiên truyền tới từ trên trời, chờ một chút. Nghe vậy, người phụ nữ xinh đẹp khẽ nhíu mày, bà ta ngửa đầu nhìn trời, nơi đó có một người đàn ông trung niên bước ra. Người tới chính là đạo chủ đạo môn hiện giờ Khâu Nguyên. Nhìn thấy Khâu Nguyên, người phụ nữ xinh đẹp nhíu mày, Khâu đạo chủ, ông làm gì vậy? Khâu Nguyên cười, Tín tộc trưởng, người này là người của đạo môn ta, có thể nể mặt ta mà bỏ qua chuyện này không? Đạo môn. Nghe vậy, người phụ nữ xinh đẹp giật mình, sau đó nhìn Diệp Huyên cười mỉa mai, bảo sao ngươi lại ngoan cố đến vậy, thì ra là người của đạo môn. Nói rồi bà ta nhìn Khâu Nguyên, Khâu đạo chủ, không phải ta không nể mặt ông, mà là ta không thể nể được, người này giết người của vương tộc ta, hơn nữa còn công khai khiêu khích vương tộc, bây giờ nếu thả hắn thì e rằng người đời lại tưởng vương tộc ta sợ hắn, đến lúc đó mặt mũi của vương tộc ta phải để ở đâu. Nghe vậy, sắc mặt Khâu Nguyên chợt trở nên hơi khó coi. Người phụ nữ xinh đẹp nói tiếp, Khâu đạo chủ, Nam Sơn có một mỏ bà Sa TNS, vương tộc ta thiếu người quản lý. Không biết đạo môn có muốn giúp chúng ta tạm thời quản lý 10 năm không? Mỏ bà Sa Tinh. Nghe vậy, Khâu Nguyên nở nụ cười gian xảo, đương nhiên là muốn. Lão ta tới đây không phải để thật sự cứu ai, mà là nhân cơ hội và vét kiếm chút lợi lộc. Người phụ nữ xinh đẹp quay đầu nhìn Diệp Huyên, xem ra bây giờ đạo môn không còn liên quan gì tới ngươi nữa rồi. Khâu Nguyên lập tức gật đầu, không liên quan gì hết. Ta không quen người này. Diệp Huyên im lặng. Bà ta cười châm biếm, có đáng cười không? Lúc này, Thanh Nhi váy trắng ở bên cạnh bỗng nói ca, ta muốn phát biểu ý kiến. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, muội nói đi. Thanh Nhi váy trắng nhìn Diệp Huyên, nghiêm túc hỏi, ta có thể giết cả nhà bọn chúng không? Diệp Huyên, ha ha. Nghe lời này của Thanh Nhi váy trắng, người phụ nữ xinh đẹp bật cười, cười một cách rất ngông cuồng. Diệt phương tộc. Đừng nói người trước mặt, dù là triệu tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn cũng chẳng có thực lực tiêu diệt được vương tộc. Thế mà cô gái này lại nói muốn tiêu diệt vương tộc, đúng là trò cười. Lúc này Diệp Huyên lại gật đầu, được. Thanh Nhi biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, con người người phụ nữ xinh đẹp co rút, bà ta vừa định ra tay thì một thanh kiếm đã đâm vào giữa hai hàng lông mày của bà ta. Người phụ nữ xinh đẹp bị ghim ngay tại chỗ. Vẻ mặt Khâu Nguyên cũng trở nên cứng đờ. Thôi xong rồi. Đây là suy nghĩ của lão ta lúc này. Mà vào lúc này, vô số hơi thở mạnh mẽ đột nhiên vọt lên từ trong thành vương tộc, bay thẳng đến chỗ của Thanh Nhi váy trắng và Diệp Huyên. Thấy vậy, Thanh Nhi váy trắng tiến lên trước một bước rồi vung kiếm. Vãng sinh. Khi thanh kiếm vung lên, một luồng ánh sáng trắng quét ra. Trong khoảnh khắc, vô số hơi thở cường đại tan thành mây khói. Không còn nữa. Trực tiếp bị xóa sổ. Lúc này, khuôn mặt Khâu Nguyên đã hoàn toàn tái nhợt. Đây đã không đơn giản chỉ là xong rồi nữa. Trong thoáng chốc, ngọn lửa vừa mới bùng lên từ vương tộc đã bị một nhát kiếm của Thanh Nhi dập tắt. Toàn bộ vương tộc đều chết lặng. Đánh. Thế này phải đánh thế nào? Người phụ nữ xinh đẹp vẫn chưa chết hẳn lúc này trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ rõ vẻ không tin được. Một kiếm. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng đến một nhát kiếm mà mình cũng không đỡ nổi. Lúc này một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Thanh Nhi. Ông ta chắp tay với Thanh Nhi, cô nương, nếu vương tộc có chỗ nào đắc tội với cô thì chúng ta xin được xin lỗi. Thanh Nhi váy trắng nhìn ông lão, vừa nãy các người không nói như vậy. Nói rồi nàng chỉ kiếm vào người phụ nữ xinh đẹp, bà ta rất kiêu ngạo. Ông lão im lặng. Chết tiệt. Nếu vương tộc ta biết cô mạnh thế này thì sẽ không kiêu ngạo như thế. Rốt cuộc là đã chọc giận tồn tại đáng sợ nào. Mạnh đến vậy sao? Diệp Huyên đột nhiên quay lại nhìn Khâu Nguyên, lão ta lập tức cúi xuống thật sâu, công tử. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, giết đi. Nhưng Thanh Nhi lại không ra tay. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi giật mình hỏi, ta giết hả? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Thanh Nhi cười ngược, được rồi. Nói xong nàng giơ tay vung kiếm,
Khâu Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông lão của vương tộc trở nên khó coi. Ông ta biết chuyện này không thể giải quyết trong êm đẹp được nữa rồi. Người nọ tới để diệt tộc. Nghĩ tới đây, ông ta giống to, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng trắng phóng lên từ trong vương tộc, bay thẳng lên trời. Giờ phút này, cả bà xa giới đều chấn động. Vương tộc gọi tổ tông. Ba gia tộc lớn khác đều nhìn về phía vương tộc. Đám cường giả đều kinh hãi, vương tộc gặp phải nguy hiểm gì mà phải gọi tổ tông thế? Vương tộc. Trong mắt đám cường giả của vương tộc, một ông lão áo trắng xuất hiện từ trong luồng sáng trắng. Ông ta chậm rãi bước ra, đôi mắt hơi mê man, tựa như rất lạ lẫm với thế giới này, nhưng rất nhanh hai mắt ông ta lại trở nên rõ ràng. Lúc này, đám cường giả của vương tộc đang có mặt đều quỳ xuống, hô to tổ tông. Tổ tông. Uy áp đến từ huyết mạch khiến cho đám cường giả của vương tộc đang có mặt đều run sợ hãi hùng. Diệp Huyên nhìn ông lão áo trắng, sau đó nhìn Thanh Nhi cười nói, đừng sợ. Ta có thể đánh được. Diệp Huyên lắc đầu cười. Lúc này, tổ tiên của vương tộc nhìn vào Thanh Nhi, cô nương tên gì? Thanh Nhi váy trắng nhìn tổ tiên vương tộc, không có gì để nói cả. Kẻ nào động đến ca ta, chết. Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay nàng đã phóng lên trời. Trên không trung, con người của tổ tiên vương tộc co rụt lại. Ông ta đè tay phải xuống, một luồng uy áp đáng sợ ập xuống, toàn bộ tinh không như bị đè nén, cực kỳ kinh khủng. Cả bà xa giới đều bị sốc. Nhưng khi sức mạnh đáng sợ ấy gặp phải kiếm của Thanh Nhi váy trắng thì như tuyết gặp dầu sôi, tan biến trong phút chốc, giây tiếp theo, kiếm vãng sinh đâm thẳng vào chân mày của ông lão áo trắng. Bùm! Ánh sáng trắng lập tức vỡ tan, ông lão áo trắng bị ghim ngay tại chỗ. Giờ phút này, toàn bộ người trong vương tộc đều hóa đá. Thất bại rồi. Một kiếm. Ông lão áo trắng ngơ ngác nhìn Thanh Nhi, thế này. Thanh Nhi váy trắng phất tay áo, luồng kiếm quang rung lên, trong nháy mắt, cả vương tộc đều bị kiếm quang này tiêu diệt. Toàn bộ vương tộc đã hoàn toàn bị xóa sổ. Không còn nữa. Một gia tộc khủng bố cường đại vô song đã biến mất kể từ giây phút này. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn cảnh này mà mặt xám như cho tàn. Bà ta không thể tưởng tượng được mình đã chọc giận sự tồn tại đáng sợ nào. Mà giờ khắc này bà ta cũng đã hiểu vì sao người ta lại dám tới vương tộc rồi. Đây không phải tới để tìm cái chết, mà là thật sự tới để diệt tộc. Ha ha! Nghe lời này của Thanh Nhi váy trắng, người phụ nữ xinh đẹp bật cười, cười một cách rất ngông cuồng. Diệt vương tộc! Đừng nói người trước mặt. Dù là triệu tộc đứng đầu trong bốn gia tộc lớn cũng chẳng có thực lực tiêu diệt được vương tộc. Thế mà cô gái này lại nói muốn tiêu diệt vương tộc, đúng là trò cười. Lúc này Diệp Huyên lại gật đầu, được. Thanh Nhi biến mất tại chỗ. Giây tiếp theo, con người người phụ nữ xinh đẹp co rút, bà ta vừa định ra tay thì một thanh kiếm đã đâm vào giữa hai hàng lông mày của bà ta. Người phụ nữ xinh đẹp bị ghim ngay tại chỗ. Vẻ mặt Khâu Nguyên cũng trở nên cứng đờ. Thôi xong rồi. Đây là suy nghĩ của lão ta lúc này. Mà vào lúc này, vô số hơi thở mạnh mẽ đột nhiên vọt lên từ trong thành vương tộc, bay thẳng đến chỗ của Thanh Nhi váy trắng và Diệp Huyên. Thấy vậy, Thanh Nhi váy trắng tiến lên trước một bước rồi vung kiếm. Vãng sinh. Khi thanh kiếm vung lên, một luồng ánh sáng trắng quét ra, trong khoảnh khắc, vô số hơi thở cường đại tan thành mây khói. Không còn nữa. Trực tiếp bị xóa sổ. Lúc này, khuôn mặt Khâu Nguyên đã hoàn toàn tái nhợt. Đây đã không đơn giản chỉ là xong rồi nữa. Trong thoáng chốc, ngọn lửa vừa mới bùng lên từ vương tộc đã bị một nhát kiếm của Thanh Nhi dập tắt. Toàn bộ vương tộc đều chết lặng. Đánh. Thế này phải đánh thế nào? Người phụ nữ xinh đẹp vẫn chưa chết hẳn lúc này trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ rõ vẻ không tin được. Một kiếm. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng đến một nhát kiếm mà mình cũng không đỡ nổi. Lúc này một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Thanh Nhi. Ông ta chắp tay với Thanh Nhi, cô nương, nếu vương tộc có chỗ nào đắc tội với cô thì chúng ta xin được xin lỗi.
Thanh Nhi váy trắng nhìn ông lão, vừa nãy các người không nói như vậy. Nói rồi nàng chỉ kiếm vào người phụ nữ xinh đẹp, bà ta rất kiêu ngạo. Ông lão im lặng. Chết tiệt. Nếu vương tộc ta biết cô mạnh thế này thì sẽ không kiêu ngạo như thế. Rốt cuộc là đã chọc giận tồn tại đáng sợ nào. Mạnh đến vậy sao? Diệp Huyên đột nhiên quay lại nhìn Khâu Nguyên, lão ta lập tức cúi xuống thật sâu, công tử. Mặt Diệp Huyên không chút cảm xúc, giết đi. Nhưng Thanh Nhi lại không ra tay. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi giật mình hỏi, ta giết hả? Mặt Diệp Huyên đầy vạch đen. Thanh Nhi cười ngược, được rồi. Nói xong nàng giơ tay vung kiếm, Khâu Nguyên còn chưa kịp phản ứng đã bị giết chết. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt ông lão của vương tộc trở nên khó coi. Ông ta biết chuyện này không thể giải quyết trong êm đẹp được nữa rồi. Người nọ tới để diệt tộc. Nghĩ tới đây, ông ta giống to, gọi tổ tông. Gọi tổ tông. Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng trắng phóng lên từ trong vương tộc, bay thẳng lên trời. Giờ phút này, cả bà xa giới đều chấn động. Vương tộc gọi tổ tông. Ba gia tộc lớn khác đều nhìn về phía vương tộc. Đám cường giả đều kinh hãi, vương tộc gặp phải nguy hiểm gì mà phải gọi tổ tông thế? Vương tộc. Trong mắt đám cường giả của vương tộc, một ông lão áo trắng xuất hiện từ trong luồng sáng trắng. Ông ta chậm rãi bước ra, đôi mắt hơi mê man, tựa như rất lạ lẫm với thế giới này, nhưng rất nhanh hai mắt ông ta lại trở nên rõ ràng. Lúc này, đám cường giả của vương tộc đang có mặt đều quỳ xuống, hô to tổ tông. Tổ tông. Uy áp đến từ huyết mạch khiến cho đám cường giả của vương tộc đang có mặt đều run sợ hãi hùng. Diệp Huyên nhìn ông lão áo trắng, sau đó nhìn Thanh Nhi cười nói, đừng sợ. Ta có thể đánh được. Diệp Huyên lắc đầu cười. Lúc này, tổ tiên của vương tộc nhìn vào Thanh Nhi, cô nương tên gì? Thanh Nhi váy trắng nhìn tổ tiên vương tộc, không có gì để nói cả. Kẻ nào động đến ca ta, chết. Vừa dứt lời, thanh kiếm trong tay nàng đã phóng lên trời. Trên không trung, con người của tổ tiên vương tộc co rụt lại. Ông ta đè tay phải xuống, một luồng uy áp đáng sợ ập xuống, toàn bộ tinh không như bị đè nén, cực kỳ kinh khủng. Cả bà xa giới đều bị sốc, nhưng khi sức mạnh đáng sợ ấy gặp phải kiếm của Thanh Nhi váy trắng thì như tuyết gặp dầu sôi, tan biến trong phút chốc, giây tiếp theo, kiếm vãng sinh đâm thẳng vào chân mày của ông lão áo trắng. Bùm, ánh sáng trắng lập tức vỡ tan, ông lão áo trắng bị ghim ngay tại chỗ. Giờ phút này, toàn bộ người trong vương tộc đều hóa đá. Thất bại rồi. Một kiếm. Ông lão áo trắng ngơ ngác nhìn Thanh Nhi, thế này. Thanh Nhi váy trắng phất tay áo, luồng kiếm quang rung lên, trong nháy mắt, cả vương tộc đều bị kiếm quang này tiêu diệt. Toàn bộ vương tộc đã hoàn toàn bị xóa sổ. Không còn nữa. Một gia tộc khủng bố cường đại vô song đã biến mất kể từ giây phút này. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn cảnh này mà mặt xám như cho tàn. Bà ta không thể tưởng tượng được mình đã chọc giận sự tồn tại đáng sợ nào. Mà giờ khắc này bà ta cũng đã hiểu vì sao người ta lại dám tới vương tộc rồi. Đây không phải tới để tìm cái chết, mà là thật sự tới để diệt tộc. Diệp Huyên đếm qua, tổng cộng có hơn 120 triệu bà sa tinh, ngoài ra còn có vô số công pháp thần vật khác. Lời to rồi. Diệp Huyên rưng rưng nước mắt lấy đi tất cả. Nhưng lúc này một loạt tiếng bước chân đột nhiên vọng lại. Diệp Huyên quay đầu lại nhìn, phía sau cột trụ của đại điện không xa có một cô gái đang đi tới. Cô gái ấy chừng 20 tuổi, mặc một chiếc váy đen tuyền, tay còn cầm pháp trượng. Diệp Huyên chớp mắt, sau đó nhìn sang Thanh Nhi váy trắng, Thanh Nhi váy trắng do dự một chút rồi hỏi, có muốn giết người diệt khẩu không? Cô gái nơi xa lập tức dừng lại, cảnh giác nhìn Thanh Nhi váy trắng. Diệp Huyên lắc đầu cười, nhìn cô gái kia hỏi, cô nương là ai? Cô gái nhìn Diệp Huyên đáp, Triệu Huyền Huyền. Triệu Huyền Huyền. Diệp Huyên lắc đầu, không quen biết. Triệu Huyền Huyền nhìn Diệp Huyên, tòa cổ thành này từng mang tên Triệu Đô, là nước của ta. Diệp Huyên im lặng. Thôi xong rồi. Chính chủ tới rồi. Thanh Nhi lại hỏi, có cần giết người diệt khẩu không? Ca yên tâm. Nếu huynh không đành lòng thì để ta ra tay, ta không sợ nhân quả.
Diệp Huyên còn chưa lên tiếng thì Triệu Huyền Huyền đã nói ngay, ta không cần những bảo vật đó. Thật sự không cần. Diệp Huyên. Triệu Huyền Huyền nhìn Thanh Nhi, ta không cần bảo vật, nhưng cô có thể giúp ta một việc không? Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười hỏi, việc gì? Triệu Huyền Huyền xòe tay, một luồng khí đen bay ra từ cơ thể nàng ta, luồng khí đen này giống như sương mù bao phủ lấy người nàng ta. Nhìn thấy luồng khí đen này, vẻ mặt Diệp Huyên lập tức trở nên nặng nề. Hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ luồng khí này. Triệu Huyền Huyền nhìn Hung Nghê, đây là lời nguyền của Thượng Cổ Thần, ở trong cơ thể ta ăn mòn sinh khí và tu vi của ta, cô có thể giải trừ cho ta được không? Thanh Nhi nhìn luồng khí đó rồi bảo, ta từng thấy thứ này, năm xưa khi các cô giao chiến với kẻ thù của các cô đã dùng bí thuật thần bí này. Triệu Huyền Huyền gật đầu, đúng thế. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, có giúp không? Diệp Huyên nhìn Triệu Huyền Huyền, nàng ta hơi cúi đầu, làm ơn. Diệp Huyên quay đầu nhìn Thanh Nhi, có dễ không? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên cười nói, vậy chúng ta giúp một tay đi. Dẫu sao cũng lấy đồ của người ta. Thanh Nhi gật đầu, nhìn Triệu Huyền Huyền, lúc này luồng khí đen ở nơi xa chợt hóa thành một khuôn mặt người rồi trừng mắt với Thanh Nhi, to gan. Hửm. Thanh Nhi nhướng mày, to gan. Luồng khí đen phẫn nộ lườm Thanh Nhi, ta được hóa thành từ lời nguyền của Thượng Cổ Thần mà ngươi cũng dám động đến ta. Thanh Nhi nghiêm túc nói, ta dám. Nói xong nàng phất tay chém kiếm vãng sinh ra, luồng khí đen còn chưa phản ứng lại đã bị kiếm ghim tại chỗ. A! À. Luồng khí đen ngẩng đầu lên, phát ra tiếng gầm rú thê lương, sau đó chậm rãi biến mất. Khí đen điên cuồng gào thét, ngươi dám đả thương ta. Thanh Nhi nghiêm túc nói, ta thật sự dám. Khí đen gầm lên giận dữ, sao ngươi dám? Thanh Nhi bình tĩnh nói, ta dám đấy. Khí đen. Cứ như vậy, luồng khí đen dần dần biến mất. Ngay khi nó sắp hoàn toàn biến mất thì lại đột nhiên giống to, ta nguyền rủa ngươi. Ta nguyền rủa ngươi, ta lấy vận mệnh cả đời của mình để nguyền rủa ngươi. Bùm. Đột nhiên mây đen kéo đến. Sau đó vô số nhân quả vận mệnh màu đỏ máu xuất hiện trên bầu trời, tựa như một tấm lưới khổng lồ. Nhìn thấy điều này, Diệp Huyên cau mày. Mà lúc này, những nhân quả vận mệnh màu đỏ máu ấy lại ập xuống Thanh Nhi bên dưới. Thanh Nhi vẫn bình tĩnh, không có hành động gì. Khi những nhân quả vận mệnh ấy tới gần Thanh Nhi thì đột nhiên như gặp phải cái gì đó khủng khiếp, tất cả đều liên tục lùi lại. Nhìn thấy cảnh này, khí đen ngẩn ra, thế này. Thanh Nhi cười, tất cả nhân quả đều không thể tới gần được ta, he he. Khí đen gầm lên phẫn nộ, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ta được hóa thành từ oán khí của Thượng Cổ Thần, không phải nhân quả vận mệnh bình thường, ngươi. Thanh Nhi cười, hay là ngươi thử lại đi. Khí đen. Rất nhanh, luồng khí đen biến mất trong vẻ mặt không thể tin được. Nhưng những nhân quả vận mệnh trên trời vẫn chưa biến mất. Thanh Nhi nhìn qua rồi phất tay áo, trong thoáng chốc, tất cả nhân quả vận mệnh đều biến mất hoàn toàn. Thanh Nhi lắc đầu, sao ta lại mạnh thế này cơ chứ? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Triệu Huyền Huyền ở bên cạnh nhìn Thanh Nhi nói, cô có muốn giết Thượng Cổ Thần gì kia không? Thanh Nhi khó hiểu, tại sao? Triệu Huyền Huyền nghiêm túc nói, nếu cô không giết thì có thể ông ta sẽ trả thù. Tuy cô không sợ nhưng vị công tử bên cạnh cô đây. Diệp Huyên nghiêm mặt bảo, cô nương, thật ra ta cũng rất mạnh đấy. Triệu Huyền Huyền nhìn Diệp Huyên, ồ. Diệp Huyên hơi cau mày, giọng điệu của cô là thế nào vậy hả? Mẹ kiếp! Trông hắn không giống cao thủ à? Thanh Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói, cô nói cũng có lý. Nói xong nàng từ từ nhắm mắt lại. Diệp Huyên kéo tay áo Thanh Nhi hỏi, muội có biết Thượng Cổ Thần kia ở đâu không? Thanh Nhi mỉm cười, ta không biết, nhưng ta có cách để tìm ông ta. Nói xong nàng xòe tay ra, kiếm vãng sinh phóng lên trời, thẳng tới thương khung. Ầm. Nơi sâu trong tinh không xuất hiện một vòng xoáy kiếm khí màu trắng cực lớn. Diệp Huyên khó hiểu nhìn vòng xoáy kiếm khí màu trắng ấy, Thanh Nhi đang định làm gì đây? Lúc này, Thanh Nhi hô lên, mở. Nói xong nàng khẽ lướt ngón tay qua. Phụt.
vòng xoáy kiếm khí ấy mở ra, giây tiếp theo một hư ảnh xuất hiện ở chỗ sâu trong vòng xoáy kiếm khí. Đó là một người đàn ông trung niên mặc áo màu đen. Người đàn ông trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi híp lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, cô là ai? Thanh Nhi nhìn ông ta, ông chính là Thượng Cổ Thần. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Thanh Nhi, các hạ là. Thanh Nhi đáp, để tránh sau này ông trả thù ca ca ta, vậy nên ta chỉ có thể giết ông thôi. Xin lỗi nhé, nói xong nàng phất tay áo, kiếm vãng sinh bay vào trong vòng xoáy kiếm khí. Nhìn thấy kiếm vãng sinh, con người của Thượng Cổ Thần co rút, khoan đã. Cô nương chờ đã, ta còn không biết ca ca của cô là ai mà. Thanh Nhi suy nghĩ rồi bảo, ta diệt một luồng oán khí của ông. Oán khí của ông còn nguyền rủa ta, chắc chắn ông không đánh lại ta, nhưng ta sợ ông trả thù ca ca ta. Không đâu. Thượng Cổ Thần vội nói, cô nương, ta sẽ không báo thù. Đây chỉ là một chuyện rất nhỏ thôi, ta không báo thù đâu. Thật đấy, ta có thể thề. Thanh Nhi cau mày, ta vẫn thấy không an toàn lắm. Hay thôi cứ giết ông đi thì hơn. Thượng Cổ Thần lại biến sắc, ông ta giơ tay phải lên, cô nương. Ta lấy thần hồn để thề sẽ không bao giờ báo thù, cô nương, đây thật sự chỉ là một chuyện rất rất nhỏ thôi, sao ta có thể vì chuyện nhỏ thế này mà trả thù ca ca của cô được? Cô thấy có đúng không? Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên cười bảo, thôi bỏ qua đi. Thanh Nhi gật đầu, nhìn Thượng Cổ Thần kia rồi nói, người bên cạnh này là ca ca ta, ông làm quen đi, nếu sau này có gặp thì không được bắt nạt huynh ấy, biết chưa? Thượng Cổ Thần mau chóng gật đầu, được được. Thanh Nhi gật đầu rồi phất tay, thời không lập tức khôi phục. Thấy vậy, Thượng Cổ Thần thở phào nhẹ nhõm. Lúc này ông ta vẫn còn chưa hoàn hồn. Quá đáng sợ. Nhát kiếm vừa rồi thật sự khiến ông ta cảm nhận được hơi thở của cái chết. Trên thực tế, khi đối phương tìm đến mình không hề báo trước là ông ta đã biết mình không phải đối thủ của đối phương. Mà ông ta cũng không ngờ nguyên nhân chỉ vì một luồng oán khí nguyền rủa trước đây của mình. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Thượng Cổ Thần chợt trở nên cực kỳ khó coi. Đúng là tự mình hại mình. Rất nhanh, ông ta đã bình tĩnh lại. Bởi vì ông ta còn nhìn thấy một người. Chính là cô gái mặc váy đen. Đó là hậu duệ của đế quốc kia. Nghĩ tới đây, vẻ mặt Thượng Cổ Thần sầm xuống. Hiển nhiên trận chiến năm xưa vẫn chưa thật sự diệt trừ tận gốc. Thượng Cổ Thần chợt thấy lo lắng. Bởi vì ông ta phát hiện dường như cô gái váy đen có quen biết nữ kiếm tu kia. Một lát sau, Thượng Cổ Thần lắc đầu, quay người rời đi. Chuyện năm đó đã từ rất lâu rồi. Ông ta không cần phải tiếp tục để trong lòng nữa, dù sao nếu muốn báo thù thì cũng chẳng tìm được ông ta. Trong cổ thành đổ nát. Diệp Huyên nhìn cô gái váy đen trước mặt, cười hỏi, cô nương, chúng ta không ai nợ ai nữa rồi đúng không? Cô gái váy đen gật đầu. Diệp Huyên cười, vậy cáo từ nhé. Nói xong hắn dẫn Thanh Nhi rời đi. Nhưng lúc này cô gái váy đen lại cất tiếng, xin công tử dừng bước. Diệp Huyên quay đầu lại, nàng ta nói tiếp, ta biết một nơi có mỏ bà sa tinh, chí ít cũng phải có hơn 100 triệu viên. Hơn nữa còn là vật vô chủ. Công tử có hứng thú không? Diệp Huyên chớp mắt, vật vô chủ. Cô gái váy đen gật đầu, đúng, ở cách đây cũng không xa. Diệp Huyên cười, đi. Cô gái váy đen gật đầu, đi theo ta. Diệp Huyên dẫn Thanh Nhi biến mất ở nơi xa cùng cô gái váy đen. Một lát sau, ba người vào trong một dãy núi, cô gái váy đen nó, đây là dãy núi Hoang Yêu, trước đây tộc chân yêu vô cùng mạnh đã sinh sống ở đây. Nhưng bây giờ họ đã đi rồi. Diệp Huyên chau mày, chân yêu tộc. Cô gái váy đen nhìn Diệp Huyên, công tử chưa nghe bao giờ à? Diệp Huyên cười đáp, chưa. Cô gái váy đen gật đầu rồi giải thích, là yêu tộc đã từng rất mạnh, vô cùng mạnh, dù là tộc của Thượng Cổ Thần cũng phải dè chừng họ. Nhưng sau này họ tới một vũ trụ khác, mà khi ấy họ đi rất vội vàng, để lại đây một số đồ. Chúng ta thường xuyên tới nơi này tìm bảo bối nhưng không dám vào quá sâu, bởi ở nơi sâu ấy còn lưu lại một luồng khí thế mạnh mẽ. Vừa nói nàng ta vừa nhìn Thanh Nhi váy trắng. Thanh Nhi váy trắng khẽ cười, ta không sợ. Nàng ấy nhìn Diệp Huyên, cười nói, ca có thể ngông thoải mái. Có ta ở đây rồi. Diệp Huyên.
ngao du muôn nơi. Diệp Huyên cười ha ha. Khỏi phải nói, đi theo Thanh Nhi, hắn vô cùng có cảm giác an toàn. Một lát sau, cả ba người cùng khởi hành. Dọc đường đi, Triệu Huyền Huyền thỉnh thoảng sẽ liếc mắt nhìn Thanh Nhi váy trắng, rõ ràng là nàng cũng rất tò mò về cô gái này, thực lực của cổ thật sự là quá mức kinh khủng. Nàng chưa bao giờ gặp được người nào mạnh như vậy. Lúc này, Thanh Nhi váy trắng bỗng quay sang nhìn Triệu Huyền Huyền, cười hỏi, ngươi nhìn ta làm gì? Triệu Huyền Huyền nghiêm túc nói, cô mạnh thật đấy. Thanh Nhi váy trắng khẽ gật đầu, khóe miệng hơi cong lên, ta cũng thấy vậy. Triệu Huyền Huyền sượng mặt đi, cô nương này không khiêm tốn chút nào luôn. Tất nhiên nàng cũng chẳng cần khiêm tốn làm gì, bởi vì nàng thật sự mạnh như vậy. Thanh Nhi váy trắng lại bỗng lườm Diệp Huyên đang không nhịn được cười ở bên cạnh, ca, huynh cười cái gì? Chẳng lẽ ta không mạnh à? Diệp Huyên nghiêm lại ngay, mạnh chứ? Thanh Nhi váy trắng lại cười nói, không phải ta đang khoe đâu, ta chỉ đang nói sự thật thôi. Diệp Huyên cười cười, sau đó bảo, Thanh Nhi, hình như muội phải đi đâu đó à? Thanh Nhi váy trắng do dự một chút rồi gật đầu, đúng. Diệp Huyên trầm giọng nói, đi đâu? Thanh Nhi váy trắng nói, thế giới hư chân. Diệp Huyên im lặng. Những người thân cận với hắn nhất đều đến thế giới hư chân. Thanh Nhi váy trắng mỉm cười, huynh cứ nỗ lực hàng ngày thì sau này cũng có thể đến đó. Diệp Huyên gật đầu, ừ. Thanh Nhi váy trắng bỗng nói, ta đi rồi thì nàng kia sẽ theo huynh. Diệp Huyên sững ra một lát rồi mới hỏi lại, đồ à? Thanh Nhi váy trắng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên chớp mắt, bây giờ muội ấy đang ở đâu? Thanh Nhi váy trắng cười nói, ta đi rồi thì nàng sẽ xuất hiện thôi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, hình như các muội không muốn gặp nhau lắm nhỉ? Thanh Nhi váy trắng suy nghĩ một chút rồi đáp, cũng không phải đâu, chỉ là mỗi chúng ta đều mong được ở riêng với huynh thôi. Diệp Huyên bật cười, rồi nói, sau này có cơ hội thì chúng ta sum vầy với nhau đi. Thanh Nhi váy trắng cười bảo, ta sao cũng được. Diệp Huyên cũng cười, khỏi phải nói, hắn thật sự mong chờ mấy vị Thanh Nhi này cùng ngồi lại một chỗ tâm sự về gia tài. Nhưng quan trọng nhất là năm Thanh Nhi đều hội tụ lại thì chẳng phải hắn sẽ chân chính vô địch thế gian này sao? Cho dù là đại ca và cha có đến thì e là cũng phải kiêng kỵ mình ba phần. Ha ha ha! Lúc này, Thanh Nhi váy trắng bỗng vỗ nhẹ lên gò má của Diệp Huyên. Cười bảo ca, huynh đang cười cái gì vậy? Diệp Huyên cười, không có gì, ha ha. Thanh Nhi váy trắng lắc đầu cười. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn đường của Triệu Huyền Huyền, hai huynh muội đã đi sâu vào trong một dãy núi nọ. Lúc vừa vào trong dãy núi này, Diệp Huyên đã cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ của yêu thú. Triệu Huyền Huyền trầm giọng nói, đây là khí tức của chân yêu tộc để lại. Chân yêu tộc. Diệp Huyên nghiêm mặt lại, chỉ vỏn vẹn là một khí tức để lại thôi mà đã mạnh mẽ như vậy, hình như hơi quá rồi đó. Thực lực bây giờ của hắn đúng là rất mạnh, nhưng vẫn chưa đến mức vô địch chỉ sau tam kiếm. Triệu Huyền Huyền liếc mắt nhìn Thanh Nhi váy trắng, sau đó nói, quặng bà Sa Tinh nằm ngay nơi sâu nhất của dãy núi này, mà nơi đó có khí tức chân yêu tộc mạnh mẽ nhất, hơn nữa yêu tộc rất nhạy cảm với địa bàn của mình. Nếu người ngoài không được cho phép mà cứ tiến vào thì đồng nghĩa với việc tuyên chiến với chúng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 252.